Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay Quý vị và các bạn thân mến Cuộc đời luôn chứa đựng bao cám dỗ Để thử thách lòng người Khi chân chưa nhúng chàm Người ta vẫn có thể ngẩng cao đầu Thảnh thơi trước mọi miệng tiếng thế gian Nhưng khi đã chót Để những cám dỗ ngọt ngào Sai trái cuốn mình và trốn bùn nhơ Lúc ấy thì có muốn sống cuộc đời bình thường Cũng là điều không tưởng Trong câu chuyện của chúng ta hôm nay có một cô gái đã từ bỏ tất cả danh dự nhân phẩm để đổi lấy những tháng ngày an nhàn thân xác. Cô đã không biết rằng, đó cũng chính là lúc cô đã đốt cháy những năm tháng tương lai của chính mình sau này, để rồi mãi mãi chẳng có được những ngày tháng bình yên nữa. Câu chuyện của cô gái này là những vết trượt dài trên con đường tội lỗi mà khi muốn trở lại thật sự rất khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu Một mình trong căn nhà rộng lớn Vi lại cảm thấy cô đơn hơn Đôi mắt cô thoáng chút đượm buồn Vi lặng ngắm bầu trời xanh bên ngoài ô cửa sổ Với biết bao suy tư ngổn ngang trong lòng Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi Cô quay vào phòng ngủ Nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nghe Giọng của Dũng ở đầu dây bên kia Có vẻ rất hào hứng Vi à, hôm nay em đến khách sạn Nam Long nhá Có vị khách đợi em ở đó đấy Giá cả sao ạ? À? Em yên tâm đi, không để em thiệt đâu mà lo, vị này hào phóng lắm, anh quý mày lắm nên mới sắp xếp cho đấy Vâng ạ, à, em cảm ơn anh ạ, à. vậy anh giới thiệu qua cho em về người này một chút ạ à? Ok em, vị khách lần này, này tên là thành 40 tuổi, anh ta là đại gia trong lĩnh vực xây dựng ở miền Bắc, nổi tiếng lắm đó Lần này vào đây công tác, muốn đổi gió tí, em xem mà sửa soạn đi nhé sau một hồi nói chuyện vi cúp máy cô nhìn khắp lượt các bộ đồ treo trong tủ lật từng bộ lên ướm lên ướm xuống rồi quyết định chọn cho mình một bộ váy ngắn cúp ngực màu đỏ rất bắt mắt chiếc váy ôm sát cơ thể khoe ra những đường cong gợi cảm đặc biệt màu sắc của chiếc váy càng tôn lên nước da trắng ngần của cô vi ngồi xuống bàn trang điểm tô vẽ cho khuôn mặt mình trở nên xinh xắn nhất có thể Xong xuôi tất cả Vi đeo đôi giày cao gót vào Cầm túi sách rồi bước ra cửa nhà Cô gọi một chiếc taxi đến khách sạn Nam Long Vừa bước xuống xe Có một người đàn ông mặc vest đen Đã đợi sẵn cô ở đó Anh ta tới hỏi nhỏ vào tai Vi Rồi dắt cô lên phòng khách sạn đã định trước Đứng trước cửa phòng Vi hít một hơi thật sâu Rồi đưa ta lên gõ cửa Không để Vi phải đợi lâu Cánh cửa nhanh chóng được mở ra Đối diện với Vi là một người đàn ông sáng cao gầy, lưng trần, trên ngồi quấn chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt. Nhìn một lượt khắp người Vi từ trên xuống dưới, anh ta gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Rất tự nhiên, anh ta đặt tay lên eo Vi, kéo sát cô vào người, rồi hôn lên má cô. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy nhá. Em xin lỗi ạ, tại vào giờ cao điểm nên tắt đường một chút ạ. Không sao, em quyến rũ như thế này, anh đợi lâu thêm cũng rất xứng đáng thật ư? vì vừa nói cô vừa vòng tan lên cổ anh ta thì thầm những lời mật ngọt vậy anh đợi em tắm đã nhá nhanh đừng để anh đợi lâu giữa hai con người xa lạ chưa từng gặp gỡ lại có thể bắt nhịp nhanh đến vậy vì đã quá quen thuộc với những câu chào hỏi xã giao như thế này rồi cô cũng trở nên chuyên nghiệp hơn khi biết lấy lòng các vị đại gia giàu có họ chi tiền cho cô còn cô cho họ thỏa mãn ham muốn tình dục một cuộc trao đổi mà cả đôi bên cùng đạt được mục đích của mình. Sau những màn ái ân cuồng nhiệt đầy khao khát, Thành ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ. Vi nhìn ngắm gương mặt người đàn ông mà cô mới quen này. Anh ta có khuôn mặt nam tính với vầng trán cao trông rất hấp dẫn. Đặc biệt, người đàn ông này có bàn tay thon dài rất đẹp. Vi nhớ lại lời bà ngoại cô từng nói. Đàn ông có bàn tay đẹp thường làm khổ phụ nữ Quả đúng như vậy Anh ta ngoài vợ ra Còn tìm thấy gái bao nhiêu cô để thỏa mãn nữa mà Cô xoay người lại Mặc dù ngủ say Nhưng anh ta vẫn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau thật chặt Còn Vi không tài nào ngủ được Cô nằm thao thức Cảm thấy khinh thường bản thân mình Sau 4 năm học đại học Cầm tấm bằng đại học mỹ thuật trong tay Nhưng Vi lại không tìm một công việc theo ngành mình đã học Mà cô lại chọn một nghề khác một nghề mà ngay cả chính bản thân cô gây tởm nghề gái bao nghĩ đến đây thôi vì lại cố nén tiếng thở dài cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình từng đoạn từng đoạn ký ức bắt đầu tua lại trong đầu cô vì sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo ngay từ nhỏ cô không nhận được tình yêu thương của bố bố mẹ cô gặp gỡ và yêu nhau lúc sang Đài Loan xuất khẩu lao động bố cô là người miền Bắc Mẹ cô là người miền Trung, họ đã có một tình yêu rất đẹp ở xứ người. Khi về nước, cả hai kết hôn và sinh ra cô. Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ Vi gặp sóng gió. Lúc Vi được 6 tháng tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Mẹ bế Vi về nhà ngoại, còn bố lại tiếp tục sang Đài Loan. Vi cứ như vậy lớn lên trong vòng tay của mẹ, của bà và thiếu đi hơi ấm của bố. Theo như lời kể của ngoại, từ khi ly hôn, bố cô không hề gửi lấy một bức thư hay mua lấy một món quà gửi cho Vi. Những lúc ấy, Vi đều vùng vằng oà khóc, cảm giác tủi thân bùa vây. Cô không muốn bà kể với bố nữa, nhìn bạn bè ai ai cũng có bố mẹ yêu thương. Vi ước ao có một ngày gia đình mình cũng được đoàn tụ sum vầy. Niềm mong ước đó cứ thế mà đi vào trong giấc mơ chập chờn của Vi. Cô thấy mình được bố bế trên tay, mua cho bóng bay đủ sắc màu, cùng mẹ đi chơi công viên, cả gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Nhưng khi choàng tỉnh giấc, vì bật khóc, vì giấc mơ đã tan biến, bố cô không hề trở lại, bên cạnh cô vẫn chỉ có bà và mẹ mà thôi. Vì còn nhớ, lúc học tiểu học, mỗi khi cô giáo mỹ thuật giao bài tập vẽ tranh chủ đề về gia đình em, cô đều vẽ bà và mẹ vi không tưởng tượng được bố như thế nào cả bố có to cao như cậu út không hay bố có râu quen nón như bố cái duyên không không biết bố có mảy may nhớ về đứa con gái là vi không những nỗi niềm này vi cất giấu trong lòng bởi nếu mẹ mà biết thì mẹ sẽ mắng cô và liên tục chửi bới bố cô rồi mẹ vi quyết định đi thêm bước nữa ông ấy là người quảng nam ngày mẹ đi lấy chồng vì cố chạy theo níu lấy váy cưới, ôm chặt chân mẹ mà khóc nức nở, nhất quyết không cho mẹ đi. Bà ngoại và cậu út phải ôm cô lại thì mẹ mới dứt ra mà theo kịp đoàn rước dâu. Vì ở với bà ngoại, đêm không có mẹ, cô khóc như mưa. Bà ngoại dỗ mãi cô mới chịu đi ngủ. Mẹ sinh được em gái, đặt tên là Giang. Năm em gái 2 tuổi, mẹ ôm em về ở cùng cô và bà ngoại. Từ đó gia đình của Vi có bốn người Bà ngoại, mẹ, Vi và Giang Cô em gái cùng mẹ khác cha Mẹ Vi ở vậy nuôi con Bà không lấy chồng nữa Nhưng lâu lâu lại dẫn một người đàn ông về nhà Tự xưng là bạn trai của mẹ Lúc nhỏ Vi không ý thức được Nhưng khi lên học cấp 3 Cô bắt đầu khó chịu hàng xóm thường bàn ra tán vào về mẹ cô với những lời lẽ không mấy hay ho mỗi khi mẹ dắt một người đàn ông nào về họ lại có dịp tụ năm tụ bảy bàn tán có hôm vì cùng bạn thân là thu vừa đèo nhau đi học về nhìn vào sân thấy mẹ đang đứng cạnh một người đàn ông lạ trên tay ông ta xách một vali đồ Vi ái ngại chào Thu, rồi cô hậm hực dập chân đi vào nhà. Lòng Vi cuộn trào, nỗi tức giận, muốn chạy ngay ra sân đuổi cổ ông ta đi. Cô muốn hét thật to vào mặt mẹ rằng cô không thích điều này, không biết phải chút sự bực tức vào đâu. Nhìn thấy bộ ly chén trên bàn, cô vội lao đến, hai tay bưng bộ ly ném mạnh xuống nền nhà. Choang! một âm thanh chói tai vang lên, bà Nhung từ ngoài sân hớt hải chạy vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào bộ ly chén uống nước vỡ tan tành dưới chân Vi, còn Vi với khuôn mặt lầm lì hướng cái nhìn giận dữ vào mẹ mình hét lên, "Mẹ nói đi, sao mẹ lại dẫn ông ta về nhà mình? Cái con bé này, mày làm cái gì thế hả? Ai cho phép mày ném đồ đạc hả? Mẹ trả lời đi, sao ông ta lại ở trong nhà mình? Ông ta nào?" đây là chú lâm là bạn của mẹ mau ra chào chú lâm đi bạn ư ừ. mẹ có biết bao nhiêu người bạn rồi mẹ dẫn ông ta ra khỏi nhà này đi con không cho phép thấy điệu bộ hung dữ của con gái bà nhung nghiêm trọng gian đe thấy mẹ không nói gì mày định làm tới hả con với chả cái cẩn thận với mẹ đấy nói rồi bà quay người về phía người đàn ông cười nói đon đả thật ngại quá anh đừng để ý nhé con gái em nó bướng lắm người đàn ông tỏ vẻ ra điều thông cảm không sao mà không sao mà trẻ con ấy mà đi đi vào nhà với em đưa đồ đây em xách cho thấy mẹ vẫn khăng khăng giữ người đàn ông ở lại nhà vi bực bội nước mắt lưng tròng cô bất lực chạy sang nhà bà ngoại sát bên cạnh vốn dĩ trước đây mấy mẹ con cô ở chung nhà với ngoại nhưng từ khi mẹ có bạn trai thường dắt họ về nhà ở bà ngoại góp ý khuyên nhủ mẹ không chịu nghe bà làm giận khó chịu ra mặt khiến ai đến cũng phải ái ngại với bà sau đó mẹ quyết định tích góp tiền xây một căn nhà nho nhỏ sát bên cạnh nhà bà để được thoải mái tự do hơn nằm trên giường bà vi chùm chăn khóc nức nở lên bà nói đi ạ Sao mẹ cháu cứ thế này mãi chứ Cháu ghét mẹ, cháu ghét ông ta Bà ngoại không nói gì Bà chỉ im lặng đến bên Xoa đầu an ủi cháu gái Bà biết phải nói gì với đứa cháu đáng thương này chứ Mẹ nó là con gái bà Giờ bà biết làm sao Âu cũng là cái số bà khổ Bà chỉ thương Vi Năm nay lớp 12 rồi Bà sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con bé Nhiều lần bà khuyên nhủ to có nhỏ có mà mẹ cái Vi có nghe đâu, vẫn cứ hàm mê thú vui bên cạnh bọn đàn ông mà quên đi việc chăm sóc con cái, đợi cho cháu gái nín khóc, bà dỗ dành, đừng có khóc nữa, tí bà nấu trẻ ăn nhá. Vi lấy tay quệt nước mắt nói, cháu sẽ đi khỏi cái nhà này, cháu không chịu nổi nữa. Cháu định đi đâu? Bà hốt hoảng lo lắng hỏi. Hiện tại thì chưa đâu bà, nhưng mà cháu sẽ đăng ký thi đại học ở Sài Gòn, cháu sẽ rời xa khỏi con nhà đấy ám ảnh này. Thôi được rồi, cố gắng học cho giỏi để thực hiện được ước mong này, bà sẽ ủng hộ cháu. Vi xà vào lòng bà, cảm nhận được hơi ấm tình thương từ đôi bàn tay chai sạn của bà đang vuốt ve dọc sống lưng cô. Với quyết tâm như vậy, Vi đăng ký thi vào trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Mùa hè năm đó, sau khi thi tốt nghiệp xong, Vi nói với mẹ muốn lên thành phố ôn thi đại học mẹ đồng ý, bà liền gọi điện nhờ gia đình cậu út, em trai ruột của mình ở thành phố để cho Vi ở lại ôn thi. vì hớn hở, đem chuyện này đến kể cho Thu. Thu là cô bạn thân cùng lớp với Vi. Thu có khuôn mặt dễ mến, đôi mắt to với hàng mi đen cong vút. Đặc biệt, Thu rất hiền, cô luôn hòa đồng thân thiện với bạn trong lớp, nên hầu như ai ai cũng mến Thu còn vi cô chỉ chơi thân với thu bởi thu luôn là người lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của vi chứ không như một số bạn khác hay đem chuyện gia đình cô ra làm trò tiêu khiển bàn tán sau lưng ngoài thời gian đi học ở trường những lúc rảnh rỗi vi lại đạp xe lên nhà thu chơi vi rất ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của gia đình thu bố mẹ thu làm nghề nông mặc dù vất vả nhưng họ rất yêu thương nhau mẹ thu vừa hiền vừa quan tâm đến con cái thu với mẹ cứ như hai người bạn có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi kể cả chuyện cái thằng tuấn đang thích thu nữa nhìn hai mẹ con thu mà ao ước giá mà mẹ cô cũng thấu hiểu cô như thế vì nhìn thu thủ thị thu này mình sẽ lên thành phố ôn thi đấy thích nhỏ mình thì ở nhà ôn thôi đi ôn của mình đi mình nghĩ ở nhà ôn không hiệu quả đâu nhưng mà đi học tốn tiền lắm mà mẹ mình không có tiền đâu. Cậu thử xin mẹ cậu xem sao. Mình sợ lỡ không thi đậu mà đi ôn tốn kém tiền bạc thế này thì tội bố mẹ lắm. Còn cứ đi ôn đi, bố mẹ lo được." Câu nói của mẹ Thu vang lên, cả hai cùng ngoái ra phía sau nhìn. Mẹ Thu cười hiền, từ từ bảo, "Cháu lên thành phố ôn thi thì ăn ở như thế nào? Dạ cháu ở cùng gia đình cậu út là em trai của mẹ cháu." Giọng mẹ Thu trầm lại, "Gia đình cô thì không quen ai trên đó." Mà cái thu lên ở trọ cô không yên tâm Để cháu gọi nhờ mẹ hỏi cô út xem Có cho thu ở cùng cháu không cô nhá Nếu cậu đồng ý cô cho thu đi học cùng cháu nhá Mẹ thu mỉm cười đồng ý Vi gọi rồi quay vào ra hiệu mừng rỡ bảo Cậu đồng ý rồi cô ạ à? Thích quá Thu cũng không xấu được vẻ mừng rỡ Thích quá mẹ cho con đi học thật hả mẹ Ừ, hai đứa cố gắng bảo ban nhau học cho tốt, nhớ chưa? Dạ, Thu và Vi khoác tay nhau đồng thanh hô. Thế là cả hai lên thành phố ôn thi. Nhà cậu út cách trung tâm ôn thi cũng khá xa. Vi và Thu đèo nhau trên một chiếc xe đạp đến lớp. Cái nắng mùa hè ở thành phố nó gắt gao hơn ở quê. Hai đứa chở nhau vòng quanh những con đường đầy hoa phượng đỏ. Khi đi qua trung tâm văn hóa tỉnh, Vi nhìn vào rồi nói với Thư. Sau này mình sẽ về đây làm việc. Còn mình thì sẽ trở thành cô giáo về dạy ở trường lang. Hai đứa nhìn nhau nhoèn miệng cười. Trong ánh mắt trong veo của hai cô thiếu nữ ngày ấy tràn đầy niềm tin và hy vọng, Vi và Thu quyết tâm cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ cho mình. Có lẽ khoảng thời gian này là đẹp nhất trong cuộc đời của Vi. Cô còn nhớ như in cái màu nắng năm ấy, nó có màu vàng hanh hao lại vừa phảng phất mùi vị của gió Lào, mùi mặn của biển, còn có mùi vị rất đặc biệt mà cô chưa biết phải diễn tả như thế nào. Có lẽ là tuổi trẻ chăng, cái thời ấy nhiệt huyết, đam mê, quyết tâm là thế. Vậy mà giờ đây sao nó đắng chát thế này? Tiếng chuông điện thoại làm cho Vi bừng tỉnh, kéo cô từ quá khứ cách đây 5 năm, năm để trở về với hiện tại. Không phải là tiếng chuông phát ra từ máy cô, là của Thành. Anh ta vội tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại, bước xuống giường ra phía cửa nghe máy. Vi cuộn mình trong chăn, khuôn mặt không cảm xúc, hai mắt cô nhắm chặt lại tai cô đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Alo, vợ à, em và con đang làm gì đó? Khuya rồi sao chưa ngủ? Ngoan, ngủ sớm đi, mai anh về nhá, yêu em. Vì khẽ nhếch môi, cười thầm trong bụng. Đúng là bọn đàn ông khốn nạn, ở với gái vẫn dẻo miệng quan tâm vợ. Tắt máy xong, Thành quay về phía Vi, ánh mắt chứa đầy sự khao khát thèm thuồng nằm xuống cạnh vi bàn tay anh ta vuốt ve trên cơ thể cô những ham muốn sắc dục lại trỗi dậy anh ta lại tiếp tục đòi hỏi thêm mặc dù cơ thể vi mệt mỏi dã rời nhưng cô vẫn cố gắng đáp ứng lại anh ta một cách nhiệt tình nhất có thể vi biết cô không có quyền từ chối đã chấp nhận làm cái nghề này thì phải hết sức chiều lòng mua vui cho khách mà thôi sau màn ái ân đầy thỏa mãn thành nhìn đồng hồ rồi bước xuống giường đến nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ lúc chuẩn bị rời đi anh ta rút trong cặp da một sấp tiền đặt lên bàn ngủ cạnh giường quay lại nhìn vi liền nói đây là của em anh đã thanh toán tiền phòng rồi em có thể nằm nghỉ ở đây đến cuối ngày mai nhé giờ anh có việc đi trước vi gật đầu ra hiệu đồng ý rồi nhìn theo bóng lưng của thành khép lại sau cánh cửa Vi không xa lạ với những chuyện như thế này nữa. Cô với tay nhặt mấy tờ tiền lên, toàn là tờ polymer 500.000 đồng. Cô đếm tổng cộng được 10 tờ. Vi thở dài, cô nhếch môi chua chát. Cái giá của cô càng ngày càng rẻ thế này thôi ư. Vi kéo chăn qua một bên, khoác thêm áo choàng, rồi bước xuống giường, cô đến bên cửa sổ, giang hai tay, kéo tấm rèm cửa ra hai bên để nhìn ngắm bầu trời đêm sài gòn vẫn sáng rực bất kể màn đêm bởi những tòa nhà cao ốc lung linh tuyệt đẹp biết bao người đến đây du lịch học tập hay đơn giản chỉ là để tìm hiểu xem mảnh đất này có gì mà người ta dành cho nó không biết bao lời khen ngước nhìn lên những tòa cao ốc cô bỗng thấy mình nhỏ bé giữa sài gòn rộng lớn liệu những ánh đèn hắt lên từ cao ốc ngất trời ấy có ánh đèn nào là của riêng cô một cảm giác cô đơn lạnh lẽo ùa về trong vi. Nãy giờ vì tiếng chuông điện thoại nên cô mới bừng tỉnh trở về với hiện tại, chứ thực ra trong sâu thẳm cô muốn quay lại cái thời thanh xuân 18 đôi mươi của cô và nếu có thể Cô sẽ sáng suốt hơn, cô sẽ biết giữ mình hơn, cô sẽ không để bản thân bị đồng tiền chi phối. Vì bồi hồi nhớ lại, năm đó cầm giấy báo trúng tuyển Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trên tay. Vì mừng rỡ, chạy quanh tìm bà để khoe. Bà mừng đến rơi nước mắt, vội lấy vạt áo chấm chấm lên khóe mắt, rồi bà xoa đầu khen ngợi cháu gái. Giỏi lắm cháu ơi, gắng học để sau này đổi đời nhá. Vâng bà, sau này cháu mà thành đạt rồi, cháu sẽ chăm sóc cho bà. Bà cảm động ôm lấy đứa cháu hiếu thảo vào lòng. Sau khi nói chuyện với bà xong, Vi xin phép bà lên nhà thu chơi. Suốt cổ quãng đường đạp xe, trên môi Vi luôn nở nụ cười. Vi mơ mộng nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp sắp tới của cuộc đời mình. Niềm vui sướng hân hoan ấy như đang nhảy múa trong trái tim bé nhỏ của cô. Vừa vào đến cổng nhà Thu, Vi đã gọi to. Thu ơi, Thu ơi, kết quả thế nào rồi? Nghe Vi gọi, Thu ở trong nhà vội chạy ra đón bạn. Khuôn mặt của Thu cũng dạng người không kém. Cô hớn hở chạy lại bên cạnh nắm lấy tay vi tớ đậu rồi vi ơi tớ đậu rồi cậu thế nào tớ cũng đậu rồi vui quá đi chúc mừng cả hai chúng ta nhé cả thu và vi cùng nhảy cẫng lên sung sướng đôi bạn thân ôm chặt lấy nhau vỡ òa trong hạnh phúc thế là bao nhiêu công sức học tập của cả hai đã đạt được kết quả xứng đáng thu rủ bạn ra vườn hái ổi ăn cả hai ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cùng tỉ tê tâm sự về tương lai trước mắt sắp tới đây thôi vì sẽ vào Sài Gòn học tập Còn Thu Cô sẽ đi học tại trường đại học sư phạm ở Huế Sắp sửa lại phải xa nhau rồi Hai đứa bịn dịn Nhìn khuôn mặt dễ thương của Thu Vi nói Nhớ giữ liên lạc thường xuyên với tớ đấy Cậu nhớ chưa Cậu cũng thế nhá Hẹn Tết về chúng ta gặp nhau nhá Trong ánh nắng vàng chớm Thu ấy Cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười Cùng ngả lưng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt Ngắm nhìn bầu trời qua kẽ lá Thu và Vi nhắm mắt lại để thả hồn mình hòa với mây trời, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát rượi, phảng phất hương hoa cỏ. Mẹ của Vi, về nhà nghe tin Vi đỗ đại học cũng reo lên vui sướng, bà vào nhà tìm Vi, "Nào, đưa mẹ xem nào." "Mẹ xem làm gì chứ?" "Ô hay, con bé này, mẹ là mẹ của mày, mày đỗ thì mẹ vui chứ sao?" "Mẹ lâu nay có quan tâm gì đến con chứ, mẹ chỉ quan tâm đến mấy ông bạn của mẹ thôi." Cái con này, mày lại dở cái giọng đó ra với mẹ hả? Vì hậm hực bỏ đi vào phòng, để lại bà Nhung với nét mặt hụt thẫn vì thái độ của cô con gái. Ngày Vi chuẩn bị để vào Sài Gòn học tập, cô mang trong mình tâm trạng đầy háo hức, mong nhanh nhanh có thể thoát khỏi nơi này. Vì tránh nói chuyện với mẹ, càng ghét hơn khi thấy người đàn ông ấy sống trong nhà cô. Lúc cô sắp bước lên xe, mẹ và em gái đến bên cầm tay cô biện dịn vào đến nơi, nhớ gọi về cho mẹ, cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe con. Chị ơi, chị nhanh nhanh về chơi với em nhé. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên vì thấy xúc động, vì chào nước mắt. Cô không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng với mẹ và em gái như trước nữa. Nhìn mẹ, Vi nói nhỏ, mẹ, mẹ bỏ ông ta đi, mẹ với bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vi nhìn sang em gái, cô vuốt tóc nó, ở nhà ngoan nhé. Nói rồi, Vi bước lên xe, lòng cô nặng chịu, nhìn qua cửa kính của xe, thấy bà, mẹ và em gái đang vẫy vẫy tay. Vi cũng đưa tay ra vẫy, cô tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi để sau này sớm xin được việc làm rồi chăm lo cho mọi người trong nhà. Sau một khoảng thời gian hai ngày một đêm, ê ẩm trên giường nằm của xe khách, Vi cũng đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn. Cảm xúc đầu tiên của Vi là cô bị choáng ngợp bởi sự xa hoa diễm lệ của thành phố. Rất nhanh chóng, Vi đã hoàn thành thủ tục nhập học. Cô cũng thành công đăng ký ở trong ký túc xá của trường. Phòng cô ở có bốn người, toàn là sinh viên ở tỉnh Lẻ đến đây. Vi chào hỏi với mọi người xong, cô đến nhận giường rồi sắp xếp đồ đạc cá nhân ba bạn nữ ở cùng phòng với Vi là Quỳnh, Nhi và Hân. Cả ba cô bạn sau phút đầu ngại ngùng làm quen thì họ đã dần dần trở nên tự nhiên hoạt bát hơn, vui vẻ, tiếu tít nói chuyện. Mọi người nhìn sang hỏi thăm và bắt chuyện với Vi Nhưng vì mệt cô cũng chỉ trả lời qua loa Chứ cũng không mấy hào hứng Năm đầu đại học Nên cần phải đóng đủ thứ tiền Vi gọi điện thoại về xin mẹ Mẹ vui vẻ khi nói chuyện với cô chỉ là Vi vẫn cố lờ đi những câu hỏi quan tâm từ mẹ. Trong sâu thẳm, cô cũng rất yêu bà, nhưng chỉ vì những người đàn ông xa lạ đó lại khiến Vi tỏ ra chán ghét. Cô giận mẹ vì bà không thèm quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ đang bàn tán về mình. Ai có rẻ biểu chỉ trỏ, bà cũng coi như không nghe thậm chí mẹ Vi còn là đối tượng mà các bà trong xóm không muốn lại gần bởi họ sợ sự xinh đẹp của mẹ cô là cám dỗ đối với các ông chồng. Không những vậy, chuyện mẹ Vi lâu lâu cũng được mấy đứa trong lớp nói bóng nói gió. Điều đó khiến cho Vi có cảm giác lo sợ, cô sợ thái độ khinh thường của mọi người khi nói về hoàn cảnh của cô. Những điều trên, một mình Vi chịu đựng, mẹ cô thì không bà mặc kệ bà sống cho bà mà thôi cũng đã nhiều lần vi phản ứng dữ dội với mẹ khi bà ấy khổ sở thất tình vì chia tay ông này rồi mấy ngày sau lại dẫn thêm ông khác về nhà thật sự những năm tháng ấy vi chỉ muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy chạy trốn khỏi những người quen biết ở quê qua lời kể của bà ngoại vì phải lo đóng tiền học cho vi mẹ cô cũng vất vả nhiều hơn bà không quản ngại nắng mưa lao đi làm việc để kiếm tiền vi bắt đầu thấy thương mẹ nhưng số tiền mẹ gửi chỉ đủ cho vi trang trải sinh hoạt hàng tháng cô còn nhớ như in theo yêu cầu của giảng viên thì các bạn ai cũng phải có laptop để học tập vi bắt đầu thấy lo lắng mua một chiếc laptop ngay bây giờ là điều quá xa xỉ với cô lúc cô gọi điện thoại về nhà để hỏi xin mẹ không thấy mẹ cầm máy, thay vào đó là bà ngoại. Vì à, dạ, mẹ cháu đâu sao, bà lại nghe máy của mẹ. Vì ơi, mẹ mày hôm qua làm về không may bị ngã xe, giờ đang nằm ở viện đây này. Sao, bà nói sao ạ? À? Mẹ cháu có bị sao không ạ? À? Ngón chân cái bị gãy, rồi rách ra vùng mắt ca chân về khâu bảy mũi, còn phần đầu gối với đùi cũng bị chảy xước mạnh, chắc phải nằm viện tầm hai tuần đó. Trời ơi! Ngoại cho cháu gặp mẹ với Mẹ cháu vừa ngủ, chiều cháu gọi lại nhá. Cháu muốn về nhà quá ngoại ạ. À. Đừng cháu ơi, hôm qua cả nhà không gọi cho cháu, vì sợ cháu lo đấy. Giờ ổn rồi, có ngoại với cậu út đây rồi, cháu cứ yên tâm mà học tốt nhá. Ngoại tắt máy, lòng Vi dối bời. Cô lo cho mẹ, cho ngoại. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Suốt cả ngày hôm đó, Vi không buồn ăn uống, cô quyết định sẽ đi làm thêm để đỡ đần cho bà và mẹ. Nhưng tìm việc, giữa lòng thành phố này thật khó trong khi vi lại chỉ là sinh viên cũng là một bất lợi bởi người ta chỉ muốn tuyển nhân viên làm cả ngày vi chán nản dắt xe đạp về ký túc xá thì gặp chị thảo trên đường chị thảo là sinh viên năm cuối lúc trước đây chị ở cạnh phòng của vi nhưng cách đây không lâu đã chuyển ra ngoài ngoại hình chị ấy rất đẹp ăn mặc sành điệu trên người lại toát ra mùi nước hoa hấp dẫn nữa chứ thấy vi chị liền gọi vì ơi đi đâu mà về muộn thế này em tranh thủ đạp xe vòng vòng kiếm việc làm thêm chị ạ à? thế nào rồi vì lắc lắc đầu nói chán lắm chị ơi họ không nhận chị ạ à. chị thảo liền đi sát cạnh vi hơn cười bảo em đến quán ba bao giờ chưa quán ba ấy ạ à? Dạ chưa ở đấy người ta đang thiếu nhân viên đấy vì sáng mất lên cô chụp lấy cánh tay chị vội hỏi thật không ạ à? nhưng mà ở đó thì cần làm những việc gì vậy chị thì đơn giản ấy mà, khách tới người ta gọi thì mình bưng ra thôi, làm ở đây còn được khách bo tiền, có khi cộng lại còn nhiều hơn tiền lương, lại còn được chiêm ngưỡng cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu, ở đấy được mở mang tầm mắt luôn ấy. Nói rồi, chị Thảo dừng lại, nhìn chăm chú vào Vi và nói: "Mà em cao giáo xinh đẹp như người mẫu thế này, lại đi bưng bê rửa bát ở mấy cái quán cốc ven đường thì phí lắm." Nhưng nhưng em chưa vào đó làm bao giờ, em sợ không quen ạ. À? Hồi dạo, cứ làm hạng quen, sinh viên mình toàn vào đó làm cả thôi. Không chừng sinh như em ấy, lại được đại gia để ý, mà đổi đời chứ. Mà nha, lúc nào phục vụ khách sộp có khi họ bo tận 500 đến 1 triệu đấy. Vậy, vậy chị xin cho em làm với ạ. À? Ok nhá, mai đợi chị đưa đi nhá, giờ thì về ngủ đi. Lời nói của chị Thảo cứ như mật ngọt rót vào tai Vi, khiến cô mừng thầm trong bụng. Đêm đó Vi không ngủ được, cô mong trời nhanh sáng để đi xin việc. Cô hy vọng được người ta nhận vào làm rồi sẽ có tiền để trang trải học tập, lại có thể gửi chút ít về đỡ đần thuốc men cho mẹ. Sáng hôm sau, chị Thảo sang rủ Vi đi xin việc, theo chân chị Vi rón rén bước vào quán bar. Mắt cô nhìn từ bên này sang bên kia với đầy vẻ ngạc nhiên. Chị Thảo dắt Vi đến trước mặt anh quản lý. Chào em đẹp trai. Chà, người đẹp lâu lắm rồi mới quay lại đây nhỉ. Tưởng quên bọn anh rồi anh cứ nỗi oan cho em em làm sao mà quên anh được tất cả là nhờ có anh giúp đỡ nên mới có em ngày hôm nay ấy chứ được rồi được rồi hôm nay em đến đây có việc gì mà cô bé dễ thương này là ai đây em gái cùng trọ với em đấy em nó cần tìm việc làm thêm anh giúp em nhé Xình phết nhỉ chào em anh là dũng quản lý ở đây em giới thiệu về mình chút đi dạ em là vi ạ à, sinh viên năm thứ nhất anh ạ à ồ oh, nghe giọng thì em là người miền trung có đúng không mẹ anh quê ở miền trung đấy ok ngày mai em có thể đến đây làm tí nữa sẽ có người đến hướng dẫn cụ thể cho em nhé giờ anh bận chút việc chị thảo cười tươi nói cảm ơn anh đi vi dạ em cảm ơn anh ạ à? không có gì anh đi trước nhé dũng khoát tay rồi ra hiệu đi trước còn vi sau khi nhận công việc thì cùng chị thảo đi về làm ở đây chỉ cần em chăm chỉ là ok thôi lúc trước chị cũng làm ở đây ạ à vậy sao giờ chị không làm nữa chị có đại gia bao nuôi rồi khỏi phải đi làm mà lại có tiền rủng rỉnh tha hổ tiêu nữa đại gia bao nuôi là sao ạ à? ý là người yêu chị ấy hả sau này rồi em sẽ biết mà sinh như em thì khối anh nhà giàu đòi được yêu chứ em đói bụng chưa ta đi ăn gì đó đi vi mặc dù không hiểu lời chị nói cho lắm nhưng cô cũng không mấy quan tâm trong đầu Vi lúc này chỉ cảm thấy vui sướng vì đã tìm được một công việc với mức lương khá tốt mà thôi. Ngày đầu tiên vi đến làm việc, cô choáng ngợp bởi không khí ở quán. Trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, hòa chung cùng tiếng nhạc sôi động khiến con người ta có cảm giác hưng phấn hơn hẳn. Vi hướng đôi mắt ngạc nhiên quan sát bartender pha chế đồ uống. Tại quầy bar này có đến ba chỗ, hai nam, một nữ, cánh tay họ thoăn thoắt đưa lên, hạ xuống, rồi rót ra những ly rượu đầy màu sắc theo yêu cầu của khách. Vi nhận công việc bưng bê đồ uống, khách gọi gì thì cô sẽ đưa đồ uống ra phục vụ. Công việc cũng khá nhẹ nhàng so với sự tưởng tượng của Vi. Khách đến đây toàn là khách sang trọng, có tiền cả. Nhìn những cô gái ăn mặc sành điệu sexy với ngoại hình cuốn hút, Vi bất giác nhìn lại mình, cô thầm ngưỡng mộ họ Sao họ có thể vừa sinh lại vừa giàu có như thế? Làm việc ở đây luôn tiếp xúc với cuộc sống giới nhà giàu đã khiến Vi có mong muốn được như họ. Trong tuần làm việc đầu tiên, với ngoại hình xinh đẹp, cùng cách phục vụ nhiệt tình, Vi khiến khách rất vừa ý, cô được tiền bo cũng kha khá. Anh quản lý cũng ngầm tỏ ra hài lòng với cô. Những khi Vi đến sớm, lúc cô đang lau chùi dọn dẹp, anh quản lý thường đến bắt chuyện với cô. Em làm việc cũng khá chuyên nghiệp đấy. Dạ, cảm ơn anh ạ. <laughs> Cố gắng làm ăn chăm chỉ, sẽ có thưởng nhé. Vâng ạ, mà anh có thể cho em xin ứng trước tiền lương tuần này được không ạ? Sao cần tiền với em? Dạ, mẹ em ốm, với lại em cần tiền nộp tiền học anh ạ. Cũng khá vất vả nhỉ. Thôi được, tí làm xong chờ ứng lương nhé. Mà hoàn cảnh em vậy thì để anh sắp xếp tới phục vụ các bàn khách sộp để có thêm chút tiền bo mà trang trải. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ơn huệ gì, ngày xưa anh cũng như mày thôi, lại đồng hương nữa, anh em giúp nhau khi cần." Vì ngước đôi mắt đầy biết ơn nhìn anh Dũng, không ngờ ở nơi đất khách quê người này, cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Bản phi phục vụ hôm nay là một nhóm năm người, gồm hai nam, ba nữ, tầm 35 tuổi, họ ăn mặc khá lịch lãm, sang trọng, vì bưng đồ uống ra, cẩn thận đặt các thứ theo yêu cầu lên bàn khách rồi cô lui ra đứng bên cạnh đợi họ gọi trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc sập sình vi cảm nhận được có một người đàn ông ngồi ở bàn mà cô đang phục vụ liên tục đưa ánh mắt nhìn về phía vi người đàn ông với ngoại hình cao to khuôn mặt nam tính mặc chiếc áo phông trắng quần jean xanh trên tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền anh ta cầm ly rượu nhấp lên môi người đu đưa theo nhạc chốc chốc Ghé sát đầu nói chuyện với các bạn Rồi ánh mắt lại dừng phía Vi chừng vài giây Điều này khiến Vi khá bối rối Sau đó liền vẫy tay ra hiệu cho Vi đến Vi đến nơi Anh ta nghiêng người sang cạnh cô nói Em gọi anh quản lý đến đây gặp anh chút nhé Dạ Một lát sau Anh quản lý bước vào Nhìn Vi nháy mắt cười Chà Con bé này lọt vào mắt xanh của vị đại gia khi nãy rồi đấy Dạ Là sao ạ Em không hiểu ạ đưa tay đây." Vi xòe tay ra, anh quản lý nhét vào tay cô một xấp tiền, Vi hoảng hốt rụt tay lại, "Tiền đâu ra nhiều thế ạ? À? Không qua em ứng lương rồi mà. Đây là tiền bo khách vừa rồi cho em đấy." "Em, em không dám nhận nhiều thế này đâu, anh cầm đi ạ." À? "Mày không phải lo, đây là của mày, anh cũng có đây này." Vi ngước nhìn ra phía bàn, cô bắt gặp ánh mắt vị khách nọ, anh ta đưa ly rượu về phía Vi, ra hiệu chào hỏi, Vi cũng gật đầu chào lại cầm sắp tiền trong tay mà tim vi đập thình thịch. Cô vội bước vào nhà vệ sinh, tay cô lật nhanh đếm số tờ polymer. Vi lấy tay bịt miệng lại. Trời ơi, 10 triệu ư, không thể tin nổi. Vi tần ngần ngắm số tiền, một chút lo lắng sợ hãi bùa vây lấy cô. Họ cho cô nhiều tiền thế này, là mục đích gì? Lâu ngày khách bò thường là 3 đến 500, cao lắm cũng là một triệu, lần này đến cả 10 triệu. Hay là Vi sợ hãi khi ý nghĩ tiêu cực đang len lỏi vào đầu cô, không, mình không thể nhận, phải trả lại thôi. Nói rồi, Vi bước ra phía bàn khách, cô ghé tai nói nhỏ rồi mời vị khách kia ra một góc quán. Dạ, em em trả lại anh ạ. À? Sao vậy em? Giọng nói trầm ấm cất lên, ánh mắt người đàn ông trìu mến nhìn Vi. Em không dám nhận số tiền lớn thế này đâu ạ. À? Lớn sao? <laughs> Chết thật đấy, khiến em lo lắng rồi. Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Anh thích em nên mới có hành động thể hiện sự quan tâm thôi. Người đàn ông nhét sấp tiền vào lại tay Vi, cố ý nắm tay cô thật chặt. Vi vội rút tay ra. Anh ta nháy mắt cười. Thế nhá, đến giờ anh về rồi. Lúc nào rảnh anh lại đến. Em tên Vi có đúng không? Anh là Bình, đừng có quên anh đấy. Người đàn ông nói rồi quay lưng đi. Vì đứng nhìn dáng người cao to với bờ vai vững chãi ấy, trái tim chưa một lần biết yêu của cô bỗng thổn thức loạn nhịp. Có tiền rồi, vì mua một cái laptop, số còn lại cô gửi về quê mua thuốc cho mẹ. Trong lòng Vi cảm thấy vui sướng, cô quấn mình trong chăn, vẽ ra một tương lai với cuộc sống không còn suy nghĩ về tiền bạc. Những ngày sau đó, Vi cố ý mong chờ sự xuất hiện của Bình, nhưng mãi không thấy, điều này khiến cô có chút hụt hẫng từ hôm gặp bình cô không hiểu sao bóng dáng của anh cứ xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô không tập trung làm gì được rồi đến cuối tuần khi vi đang chuẩn bị đem đồ uống bưng ra cho khách thì anh quản lý đến vỗ vào vai vi ra hiệu cho cô nhìn về bàn cuối phòng là bình vi bất chợt thầm reo lên trong bụng nhưng biểu cảm trên mặt cô tỏ ra không quan tâm anh dũng nhíu mày khó hiểu mới đó mà mày quên rồi hả Khách nhiều thế, làm sao em nhớ được? Con gái đúng là khó hiểu, ra phục vụ bàn đó nhé. Khi thấy Vi đến, Bình cười. Mấy hôm không gặp em rồi nhỉ? Dạ, hôm nay anh đi một mình thôi ạ. À. Ừ, nhớ em, nên anh đến có một mình thôi. Hai má của Vi đỏ bừng, cô không biết nói gì trước những lời tán tỉnh của mình. Mấy giờ là em nằm xong? 11 giờ đêm ạ. À. Được rồi, anh ngồi đây đợi em tan làm nhé. Vậy anh uống gì ạ? À? Như lần trước nhé. Vâng ạ. À. Ồ, vậy là em vẫn nhớ lần trước anh uống gì à? Bình ghé sát và tai Vi thì thầm. Anh vui lắm đấy, em có biết không? Vi ngại ngùng, cô vội quay nhanh vào quầy ba. Khi Vi đang chuẩn bị đồ uống để bưng ra cho khách, thì chị Vân là nhân viên làm ở đây khá lâu thấy Vi vào, chị đến sát bên Vi hỏi nhỏ. Ông kia nhìn chúng em gì à? Có gì đâu ạ, à? mà sao chị lại hỏi vậy ạ? À? Chị làm ở đây lâu rồi, khách đến ai thế nào, có ý gì là chị nhìn là biết cả. Mặc kệ người ta chị ạ. À. Chị dặn này, làm trong môi trường này dễ cũng có dễ, nhưng cũng đầy thị phi và cám dỗ, em phải biết giữ đầu óc tỉnh táo đấy, biết tiến biết lui và nhất là đừng để cảm xúc chi phối, hiểu không? Vâng, em biết mà, chị đừng lo. Chị Vân nghiêm giọng nói nhỏ đủ để Vi nghe. Chị nghĩ cho mày một mình bơ vơ đất khách, nên chị dặn mày thôi, nhớ đấy. Dạ. Lời nói của chị Vân khiến cho Vi phần nào lo lắng hơn, nhưng nhìn về phía Bình cô lại không kiểm soát được trái tim đang loạn nhịp khi mọi người còn đang làm việc anh dũng vội đến nói nhỏ với vi hôm nay em về sớm đi dũng vừa nói vừa hất hàm hướng với bàn của bình để khách đợi lâu thế này kệ người ta ạ em phải làm đúng giờ mới tan ca thôi thôi anh cho mày về trước còn đây là tiền bo khách gửi nhé cố gắng phát huy thêm vi nhận tiền từ tay dũng cô đi vào phòng thay đồ rồi bước ra khỏi quán bar từ khi có thêm thu nhập, Vi cũng biết cách ăn mặc hơn. Trang phục cô mang thường là áo thun ôm kết hợp quần bò suông, tôn lên dáng vẻ cao giáo xinh đẹp trẻ trung của cô. Vi vừa đẩy xe đạp ra khỏi quán thì một bàn tay vội níu lấy yên xe sau. Vi quay người lại nhìn, thì ra Bình đã đứng đợi cô từ nãy giờ. Anh đợi em cả buổi mà giờ em định bỏ anh mà về sao? Em, em phải về, mai còn đi học. Để anh đưa em về, không cần đâu, em tự đạp xe được rồi. Vậy anh đèo em bằng xe đạp này nhá Không, không em. Đưa xe cho anh nào, để ở đây mai đi làm rồi đưa lấy, giờ anh đưa em về. Vi đứng yên, nhìn Bình cất xe của cô vào vị trí cũ, xong rồi anh chủ động nắm lấy tay cô, dẫn về phía ô tô của mình. Không hiểu sao, vì cứ như bị thôi miên bởi người đàn ông này, đúng ra cô bị anh cuốn hút ngồi lên xe mà đầu óc Vi cứ lùng bùng. Bình ngoài người sang ghế của Vi thắt dây an toàn cho cô. Sự tiếp xúc gần như thế này khiến má Vi nóng bừng. Bình mỉm cười, anh nhẹ nhàng trò chuyện với cô. Vi cũng bớt căng thẳng, dần dần thoải mái hơn. Bình nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Vi nói nhỏ. Giờ khuya rồi, ngày mai anh sang đón em đi chơi nhé. Nhưng mà đừng có từ chối anh nữa mà. Anh thích em, ngay từ lần đầu gặp rồi đấy. Nhưng em với anh chưa biết gì với nhau mà Thì từ từ mình tìm hiểu nhau Công ty của anh ngoài Hà Nội Nhưng có chi nhánh ở Sài Gòn Nên anh thường xuyên vào đây công tác Lần công tác này anh bị trúng tiếng xét ái tình với em rồi đấy Trước những lời tán tỉnh Đầy mật ngọt của Bình Vì bối rối không biết phải nói gì Trái tim chưa một lần biết yêu của cô Cứ đập loạn xạ Trước người đàn ông lịch lãm phong độ đó khi Bình đang chăm chú lái xe, Vi nhìn sang anh, khuôn mặt anh với những đường nét thật nam tính, đặc biệt giọng nói trầm ấm của anh có sức hấp dẫn kỳ lạ với Vi. Lý trí, cô nhớ đến lời nhắc nhở của chị Vân, nhưng con tim cô thì đang bấn loạn lên với người đàn ông này. Xe dừng trước ký túc xá của trường, Bình mở cửa xe cho Vi rồi nói, em ở đây à? Vâng ạ, à, em cùng ba bạn nữ ở chung một phòng. Ở ký túc xá thì khá vất vả, mà cũng hơi bất tiện nhỉ? Không sao mà, bọn em ở thế quen rồi ạ. À? Được rồi, em vào đi, ngủ ngon nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Bình đưa tay véo má Vi, cô e thẹn quay bước đi vào, đến dãy nhà ký túc. Vi quay lại, vẫn thấy Bình đang đứng nhìn theo cô, một cảm giác dạo rực trong lòng. Vi nhoèn miệng cười, cô gật đầu chào anh. Bình vẫy tay chào cô lại, rồi anh mở cửa, bước lên xe nằm cuộn mình trong chăn vi không giấu được nụ cười trên miệng trái tim cô cảm thấy vui sướng hơn khi nghĩ đến bình nhớ đến những lời nói ngọt ngào cùng hành động ga lăng của anh vi bắt đầu mơ mộng về một tình yêu màu hồng tan học vi vừa ra khỏi cổng trường cô nhìn sang phía đối diện bên kia đường thấy bình đang đứng chéo chân dựa vào hông xe thấy vi anh đưa tay lên vẫy vẫy vi cũng mỉm cười khi thấy anh đợi các bạn trong lớp tàn ra hết vi mới xoán rén bước sang đường để gặp bình anh làm gì ở đây ạ à? đợi em anh đợi em giờ mình đi ăn rồi anh đưa em đi tham quan thành phố này nhé vâng ạ ngồi trên xe vi ngắm nhìn phố xá với dòng người tấp nập ngược xuôi bình dẫn vi vào một nhà hàng sang trọng vi tỏ ra hơi bối rối ăn chưa thôi có nhất thiết phải vào đây không ạ à? em thích à em em cảm thấy không quen ạ à? Đi, đi cùng anh nhiều, dần dần em sẽ quen thôi. Bình nắm tay Vi, dắt cô vào. Suốt bữa ăn, để giúp Vi khỏi căng thẳng, anh cố gắng nói chuyện, gắp thức ăn, chăm sóc cho cô chu đáo. Vi cũng thầm cảm ơn những hành động quan tâm từ anh. Sau khi ăn xong, Bình đưa Vi tới trung tâm mua sắm. Mặc dù Vi cố bảo cô không cần mua gì cả, nhưng Bình lại rất thành thạo anh nhìn vào ngoại hình của vi rất nhanh chóng chọn cho cô rất nhiều bộ đồ mà khi liếc mắt nhìn vào giá từng chiếc cô nghĩ bụng có đi làm cả năm cũng không mua nổi chọn xong quần áo anh đưa cô đến quầy điện thoại bình nói với nhân viên ở quầy lấy một cái khá hiện đại anh nhập số điện thoại của anh vào máy rồi đưa cho vi đây là số của anh nhé lưu đầu tiên luôn đấy em có rồi mà Điện thoại của em cũ rồi, cái này thông minh hơn, có thể giúp em trong học tập đấy. Anh làm thế này khiến em ngại quá. Ngại gì, anh yêu em mà. Nghe từ yêu, vi vội đỏ mặt, lườm bình một cái, bình cười xòa, anh nắm chặt lấy tay cô, "Bây giờ ta đi dạo nhé. Trước 7 giờ tối là em phải có mặt ở quán rồi. Bây giờ là 4 giờ chiều, còn 3 tiếng mới tới giờ làm, đi nào." Bình lái xe chậm chậm, vòng quanh các cung đường trong trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, Vi mở cửa sổ, gió lùa vào khiến tóc cô bay bay. Cô ngắm nhìn thành phố rồi thốt lên. Đẹp thật đấy. Anh lần đầu vào trong này cũng từng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố này giống như em bây giờ. Vi quay lại nhìn Bình, mỉm cười. Đến gần công viên, Bình tấp xe vào lề đường rồi nói. Gió mát quá, xuống đây đi dạo chút đi em. Hai người sóng bước bên nhau Bình nắm lấy bàn tay của Vi, những ngón tay của anh đan chặt vào tay cô, kéo Vi vào lòng. Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi xuống cạnh tai cô thủ thị. Đồng ý là người yêu anh nhá. Nhưng em chưa biết gì về anh cả. Vi đẩy Bình ra, nhưng anh vội kéo cô lại. Anh là Bình, nhà ở Hà Nội, nhưng công việc thì cả Bắc lẫn Nam, vợ con chưa có. Em không tin thì mai anh dẫn lên công ty anh nhá. Thế người yêu ạ? Em không tin anh bảnh bao thế này mà chưa có người yêu. Thế em xinh gái thế này, em chắc cũng có người yêu rồi hả? Không, không, em chưa có. Đấy, thế mà không tin anh thì đúng là anh từng có người yêu, nhưng mà chia tay lâu rồi, được chưa? Tin anh chưa? Không đợi cô trả lời, Bình vòng tay lên eo, siết chặt cô vào lòng, anh cúi xuống, đặt lên môi vi một nụ hôn. Vi cứng đờ người, cô không biết làm thế nào để đáp lại nụ hôn từ anh. Cô cứ đứng im như thế Nhưng có một điều là Vi cảm nhận được Trái tim của cô đang đập loạn xạ lên Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bình dừng lại Anh nhìn vào mắt cô dịu dàng hỏi Đây là nụ hôn đầu của em à? Vâng ạ Anh mỉm cười ôm chặt Vi vào lòng Em chưa từng có mối tình nào sao? Em xinh thế này mà Anh là người đàn ông đầu tiên mà em hôn đấy Vậy là em đồng ý là người yêu anh rồi nhá em yên tâm anh sẽ chăm sóc cho em nói rồi anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô mãnh liệt hơn lần này dưới sự dẫn dắt của bình cô cũng từ từ đáp lại nụ hôn của anh hương vị của tình yêu thật khó tả nó khiến cho vi cảm thấy đê mê cô như bị cuốn chặt vào anh không dứt bình ôm phi trong lòng thủ thỉ. anh thuê nhà cho em ở nhé ở ký túc thấy em thiệt thòi quá mà anh đến chăm sóc cho em cũng không tiện với lại ngày mai anh sẽ mua xe máy cho em đi học vứt cái xe đạp ấy đi anh làm cho em nhiều thế này em không có gì trả anh đâu chỉ cần em yêu anh là được mọi việc để anh lo người nói của bình khiến vi vô cùng cảm động cô vòng tay ôm lấy anh đầu dựa vào ngực anh để cảm nhận tình yêu thương từ người đàn ông này nói là làm bình nhanh chóng tìm một căn nhà khá tiện nghi anh sắm sửa đầy đủ vật dụng trong nhà Ngày vi dọn ra khỏi ký túc xá Một số bạn nữ xì sầm to nhỏ sau lưng cô Nhưng vi mặc kệ Cô chỉ cần tình yêu của mình là đủ Đứng trước căn nhà mới này Vi cảm thấy như ông trời đang bù đắp lại cho cô trong những ngày tháng tuổi thơ cơ cực. Bình không muốn cô đi làm quán ba nữa, anh sợ cô vất vả, thấy anh lo cho mình như vậy. Vi hạnh phúc ôm lấy anh, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng. Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới Bình trổ tài bếp núc Vì như chú mèo con chạy loanh quanh Xem anh nấu nướng Thật sự ông trời ban cho người đàn ông hoàn hảo thế này ư Vì nhìn khung cảnh này Cô tưởng tượng về một tương lai gia đình Có bốn người quây quần hạnh phúc Bên mâm cơm chiều Trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười trẻ thơ Một ước mơ bấy lâu nay Luôn ấp ủ trong trái tim bé nhỏ của Vi sau khi cả hai ăn uống vui vẻ xong xuôi bình tắm rửa xong anh leo lên giường xem điện thoại vi ở trong nhà tắm cô đi đi lại lại mãi không chịu ra đến khi bình gõ cửa liên tục vi mới chịu mở cửa nhìn bộ dạng của vi bình không xấu được nụ cười trên môi anh trêu cô em làm gì mà nãy giờ trong nhà tắm thế anh tưởng em ngủ quên trong đó luôn rồi vi lườm anh rồi cô nhanh chóng leo lên giường chùm chăn kín mít như hiểu tâm trạng của vi bình gỡ chăn ra ôm cô vào lòng em sao thế nói anh nghe nào em 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 sợ em sợ cái gì thì là anh hứa không làm gì em đâu yên tâm chưa giờ mở chăn ra anh xem nào thật không đó thật em muốn tin giờ anh sẽ ngủ ngoài ghế đây này nói rồi bình đứng dậy ôm gối đi ra phía cửa vì vội níu tay anh lại không không ý em không phải bắt anh ngủ ngoài đó thế thì thế nào nói anh nghe xem Mình chỉ nằm cạnh nhau rồi ngủ thôi có được không Bình bước lên giường Anh ôm lấy cô Đặt lên môi một nụ hôn thật sâu Rồi nhìn vào mắt Vi nói Em nghĩ là chúng ta có thể ngủ mà không làm gì được không Nói rồi anh tiếp tục hôn lên tóc Lên mắt, lên má của cô Vi nhắm mắt lại Trước những cử chỉ mơn trớn dịu dàng của anh Người cô cũng bắt đầu nóng gian lên Cơ thể cô không chịu nghe theo lý trí cô nữa rồi nhưng cô chợt sực tỉnh, rồi vội đẩy anh ra mà nói, "Nhưng em sợ." "Anh biết. Đây là lần đầu tiên của em đúng không? Anh hứa, anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Bình ôm chặt Vi vào lòng, vuốt ve ôm ấp cho cô bớt căng thẳng. Vi cũng dần dần thả lỏng cơ thể hơn, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Dưới sự dẫn dắt khá khéo léo và thành thạo của Bình, hai người cứ thế mà hòa vào nhau. Sau những màn ái ân nồng nhiệt, vì hạnh phúc ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Nghe lời của người yêu. Vi xin nghỉ làm ở quán bar Ngoài thời gian đi học ở trường Vi dành thời gian ở nhà Bình cũng rất quan tâm đến Vi Tranh thủ thời gian rảnh Là hai người lại trao cho nhau Những khao khát tình yêu với vi đây là mối tình đầu của cô nên cô dành chọn trái tim cho bình từ khi yêu bình cuộc sống của vi cũng đầy đủ thoải mái hơn bạn bè trong lớp cũng ngạc nhiên hơn về sự thay đổi của vi có người tò mò có người xì xào bàn tán những điều không hay ho về vi nhưng mà cô mặc kệ cô chỉ quan tâm đến bình và tình yêu của anh dành cho cô mà thôi cuộc tình ngọt ngào của vi cứ thế mà kéo dài hết mùa hè năm nhất đại học Tính ra, cô và anh yêu nhau cũng đã được 6 tháng, Bình cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn, những lần anh về Hà Nội, thời gian gọi điện nhắn tin cũng ít hơn, vì tỏ ra khó hiểu thì Bình lấy lý do phải làm việc học hành cùng đối tác nên anh bận không thể thường xuyên gọi điện quan tâm cô được, bù lại anh sẽ gửi cho cô nhiều tiền hơn để cô thoải mái mua sắm. Cứ như thế, những lúc bình vắng nhà, ngoài thời gian đi học, Vi sẽ dùng số tiền anh Chu cấp mà tung tăng shopping để giết thời gian. Vì cũng dành dụng tiền gửi về cho bà và mẹ chi tiêu, vì hảo hứng khoe với cả nhà về người yêu là Bình. Cô cũng bảo với bà rằng, anh hứa khi nào công việc thuận lợi, thu xếp được thời gian, anh sẽ cùng cô về quê ra mắt gia đình Vi. Thấy Vi tìm được người yêu vừa tài vừa giỏi, bà và mẹ Vi vô cùng hạnh phúc. Thời gian đầu yêu nhau, Bình quấn quýt bên cạnh Vi không nỡ rời. Những lần anh về Hà Nội, dù không dành nhiều thời gian gọi điện cho cô, nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể trở về bên cô nhanh nhất có thể. Mỗi khi Vi tỏ ra giận dỗi, anh lại cuống quýt lên tìm cách dỗ dành cô. Nhưng sau một vài tháng, mật ngọt tình yêu cũng từ từ nhạt dần, số lần anh trở về Hà Nội cũng nhiều lên dù Vi có giận dỗi thì anh cũng chỉ xoa dịu cô một cách qua loa cho có lệ. Có những lúc anh cáu lên với cô, em trẻ con vừa vừa thôi chứ, em cứ như thế này anh mệt lắm đấy. Sao anh lại lớn tiếng với em, mọi khi anh có thế này đâu, hay anh không còn yêu em nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh còn có việc nữa, em ngủ trước đi. Thái độ của mình đôi lúc khiến Vi suy nghĩ. Nhưng vì cô quá yêu anh nên mọi lý do anh đưa ra cô đều tin hết Có lẽ vì sẽ mãi mãi đắm chìm trong mật ngọt yêu đương với Bình nếu như không có chuyện vợ anh ta tìm đến cô hôm ấy Bình báo với Vi anh sẽ về Hà Nội một tuần Vi vui vẻ tiễn anh ra sân bay rồi cô tiếp tục lên lớp học tan trường vì vừa về đến nhà thì thấy khóa cửa đã mở vì hốt hoảng nghĩ có trộm cô định hét toáng lên nhưng đã có hai người đàn ông ra mở cửa nói với cô cô là Vi đợi cô hồi lâu đấy các người là ai? Sao lại vào nhà của tôi? Là ai thì cô cứ vào nhà hãng biết. Không đợi Vi nói thêm, hai tên đó đã lôi Vi vào nhà, chúng mạnh tay dúi cô ngã xuống nền. Vi vừa ngước mặt lên thì một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, áo quần sang trọng tiến đến, giơ tay tát một cái bốp vào má Vi. Vi giật mình hoảng hốt, cô vội ôm má khóc nức nở, năm ngón tay in hẳn lên má Vi đỏ rát. Không dừng lại, Người phụ nữ đó tiếp tục cúi xuống, tóm tóc cô giật ngược ra sau. Lấy hết sức, cô ta giáng cái tát chát chúa thứ hai vào má kia của Vi. Giờ thì bàn tay với hai ngón đeo nhẫn in vệt đỏ lằn trên má Vi. vì đau đớn, ôm mặt gào khóc. Các người là ai? Tại sao có người dám vào nhà tôi ước hiếp tôi hả? À? Tôi báo công an bây giờ. <laughs> Dành con, bà xem mày có dám báo công an không? Được, cho mày đoán xem, bà đây là ai? giọng người phụ nữ kia là giọng miền bắc vi thoáng có chút giật mình nhưng cô cũng không thể nào nhận ra người phụ nữ này là ai cả khi vi còn đang ngơ ngác thì người phụ nữ kia đã vứt một sấp ảnh vào mặt vi đẹp đôi đấy mày dám yêu đương với kẻ đã có vợ con hả con danh kia vi vội nhặt tấm ảnh lên là vi vợ bình các câu hỏi liên tục nhảy múa trong đầu vi chuyện này là sao anh ta nói chưa vợ con mà giờ sao lại thế này Vi cầm tấm ảnh trong tay, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hét lên. Chị, chị là ai? Tại sao lại có ảnh của chúng tôi? Thế này mà mày vẫn chưa hiểu giả. Mày đang yêu đương với chồng tao đấy. Anh Bình, anh ấy nói chưa có vợ mà. Cầu đấy, nó nói tận 5 lần với năm đứa con gái trước đây rồi. Mày là con thứ sáu đấy. Tôi không tin, các người lừa tôi. Được, vậy mày gọi cho nó đi. Giờ này nó đang ở Hà Nội rồi đấy. Vi vội vàng Lục túi sách tìm điện thoại, tay cô run run bấm số của Bình, nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh vô cảm. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vì cố gọi thêm lần nữa, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói, Bình ơi, cầu xin anh hãy nghe máy đi, xin anh đấy. Nhưng không, tất cả đều im lặng đến lạnh lùng. Cô không thể nào liên lạc được với anh ta. Mới sáng nay thôi Cô và anh ta còn gọi điện với nhau được mà Sao giờ lại thế này Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Vi Người phụ nữ phá lên cười Cô ta ung dung ngồi vắt chân xuống ghế Nhìn vào Vi rồi nói Giờ cô dương mắt lên mà xem tôi gọi cho anh ta nhé Cô ta bấm số gọi Không quên bật loa ngoài Cố ý cho Vi nghe thấy Chỉ sau vài giây bên kia đã bốc máy Alo vợ à em ở đâu Sao không đón anh vậy nghe đúng giọng của mình phát ra từ điện thoại. Vì buồn rủn tay chân, đầu óc choáng váng, trái tim cô như đang bị ai bóp chặt. Cuộc hội thoại của hai người càng khiến cho cô đau đớn hơn. Anh về đến nhà chưa? Em đang giúp anh xử lý một việc rất quan trọng. Được, nhanh về nhá, anh đợi đấy. Nhớ sang ngoại đón con nhá. Anh biết rồi, sang về nhá. Nhanh về đấy, vợ yêu. Đừng bắt anh chờ lâu đấy. Nghe đến đây, vi chồm người lên với tay chiếc điện thoại của người phụ nữ khẩn khoản cho tôi nói chuyện với anh ấy tôi muốn nói chuyện với anh ấy không thèm để ý đến vi người phụ nữ liền tắt máy cô ta ném cho vi cái nhìn giận dữ rồi nghiến răng nói mày nghĩ mày là ai mày nghĩ tao sẽ đồng ý cho mày nói chuyện với chồng tao à con đĩ kia không tôi không phải con đĩ không phải đĩ mà mày đi hú hí ăn ở với hắn ta như vợ chồng à tại sao tại sao anh ta lại lừa tôi cơ chứ giờ mày trách được ai Trách cái thằng chồng đều cáng của tao một Thì phải trách cái loại con gái chúng mày mười Mày nghĩ sao Khi không lại được ăn sung mặc sướng Tiền rót đầy ví hả Mày nghĩ yêu ư Chúng mày chỉ là rau sạch cho bọn đại gia bao nuôi Để săn tình thôi Bao nuôi Không không, không phải thế Anh ta nói anh ta yêu tôi Còn nói sẽ kết hôn cùng tôi <laughs> Cái bài ca đó nó cà với khối đứa con gái ngây thơ như mày rồi không cần nhiều lời tao không phải thánh nhân đến để tuyên giáo cho mày về tình yêu hôm nay tao đến đây để cảnh cáo mày khôn hồn thì tránh xa thằng chồng tao ra còn bằng không thì mày không có đường mà về quê đâu con danh ạ à? lần này tao tha cho mày còn không nghe lời thì chùm ảnh này sẽ có mặt ở nhà hiệu bộ của trường mày đấy danh con mới nứt mắt ra đã hám tiền bọn họ đứng dậy bước ra cửa như nhớ ra điều gì người phụ nữ quay lại nói à căn nhà đồ đạc cùng tất cả các thứ mà anh ta sắm cho mày tao đã cho người thu lại hết sáng mai mày lo liệu một cuốn xéo khỏi đây ngay vì úp mặt xuống nền nhà khóc nức nở cô đau đớn cô căm hận anh ta vì tiếp tục cầm điện thoại lên để gọi cho bình nhưng đáp lại là những tiếng tút tút trong vô vọng biết sao anh ta không nghe máy không anh ta chán nên muốn đá mày rồi đấy cũng như các lần trước anh ta thích đóng vai lịch lãm với các em gái mưa thế nên khi bắt đầu chán mới ra tín hiệu để tao đi xử lý cái mớ lộn xộn do anh ta bày ra đây này giọng cô ta rít mạnh lên mẹ kiếp nếu không vì đóng tài sản chung trong công ty không vì con cái thì tao cũng đích kênh cái tên trăng hoa kia nói rồi cả ba người kéo nhau đi bỏ lại vi gục mặt rũ rượi khóc trong đau khổ cô không chấp nhận được sự thật này người đàn ông đã từng yêu thương cô đối xử nâng niu cô như một công chúa trao cho cô những gì tốt đẹp nhất vậy mà lại là một đại gia chuyên săn gái ư không không thể nào có thể anh có nỗi niềm khó nói nào chăng vì tự du mình bằng những tình huống mà cô xem trong phim hàn quốc nào là anh ta và vợ đã hết tình cảm nào là anh sợ cô tổn thương nên xấu cô về hoàn cảnh của anh nào là anh yêu cô thật nhưng khi cô cảm nhận được cái nóng rát đau nhức của vết xước trên má khi gặp vị mặn của nước mắt thì cô mới đau đớn trở về với hiện tại phũ phàng cô cần nghe lời giải thích từ chính miệng bình thì cô mới có thể chấp nhận được vì lại cầm điện thoại lên cô tiếp tục gọi cho bình không có tín hiệu Đầu dây bên kia vẫn vọng lại âm thanh như cũ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau vì như chết lặng Cô nhắn tin cho Bình Cô cứ như điên như dại cầm lấy điện thoại mà bấm liên tục Mặc dù cô biết anh ta đã khóa sim Một mình trong căn nhà tối om Vi loạn troạn đứng dậy Ngoài kia thành phố đã lên đèn Người người nhộn nhịp dắt tay nhau đi dạo vi bật khóc vì tuổi thân chỉ mới hôm qua thôi cô và anh còn mặn nồng vậy mà giờ đây sao lại ra nông nỗi này vì bật đèn lên cô nhìn ngắm khắp căn nhà đâu đâu cũng có hình bóng của anh đâu đâu cũng đầy áp kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người cô không dám bước vào phòng ngủ bởi cô không đủ dũng khí để đối diện với sự cô đơn nhìn chiếc giường từng là nơi hai người ân ái mặn nồng là nơi mà anh luôn ôm ấp yêu chiều cô. Giờ đây sao lạnh lẽo quá vậy. Nhớ lại lời của người đàn bà đó, vì đau đớn ôm lồng ngực đấm thùm thụp. Anh ta bỏ đi thật rồi, ngày mai cô phải đi đâu về đâu đây? Vi quỷ sụp xuống nền nhà, cô cắn chặt môi đến bật máu. Tại sao? Tại sao chứ? Nếu anh ta chán ghét cô, muốn ruồng bỏ cô thì ít ra cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Vì sao anh ta lại chọn cách này để đối xử với cô? Anh biết cô yêu anh đến mức nào mà. Vì cứ thế mà vật vã trong đau đớn, trái tim non nớt mới biết yêu của cô giờ bị ngàn mũi dao cớ vào. Nó đau, nó dỉ máu. Nó khiến cho cơ thể cô rã rời. Cú sốc này quá lớn so với sức chịu đựng của Vi. Cô úp mặt lên giường, thiếp đi trong mệt mỏi, nửa đêm choàng tỉnh giấc, Vi nhìn một lượt khắp căn phòng. Tất cả vẫn như cũ, những điều tồi tệ mà Vi đã trải qua không phải là một cơn ác mộng có thể tan biến ngay đi khi thức dậy. Cô buộc phải chấp nhận hiện thực này. Vi ể oải đứng dậy thu dọn đồ đạc. Sau khi sắp xếp tất cả áo quần, đồ đạc và vali, trong đầu Vi lo lắng, không biết ngày mai phải làm thế nào. Trời chưa sáng hẳn, vẫn còn đang nhá nhem tối. Vi đã kéo vali bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn ngoái lại nhìn nó đầy lưu luyến ở đây đã lưu giữ những ký ức đẹp nhất cũng như những ký ức đau đớn nhất trong cô. Vi nhìn thêm một lần nữa, rồi cô sẽ xóa sạch nó trong trí nhớ của mình. Cú ngã đầu đời quá đau, bài học và lòng tin người quá lớn, nó khiến cho Vi bừng tỉnh khỏi giấc mơ màu hồng. Vi kéo lê chiếc vali trên vỉa hè, dừng chân trước cây ATM. Cô định bụng sẽ rút tiền để đi thuê trọ. Vừa tra thẻ vào, vì không tin được vào mắt mình, số tiền trong thẻ không thể giao dịch được. Đây là thẻ Bình đã làm cho cô, hàng tháng anh ta sẽ chuyển tiền vào cho cô thoải mái chi tiêu, nhưng mà giờ cũng bị anh ta khóa. Vì cắn chặt môi đến bật máu. Anh ta vô tình với cô đến thế này ư? Có lẽ nào, đúng như lời vợ anh ta nói, cô chỉ là gái bao, giờ anh ta hết bao nuôi cô thì những thứ anh ta cho cô cũng sẽ lấy lại hết. Vi cười trong nước mắt Chua chát thật đấy Lâu nay Cô như một con kiều ngu ngốc bên cạnh con cáo già là anh ta Anh ta lợi dụng tình cảm và thân thể cô xong Thì quất ngựa truy phong Không để lại một dấu vết nào cả Vậy mà cô còn ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc cùng người ta nữa chứ Cô căm hận người đàn ông này đến tận xương tủy Hết cách Vì chợt nhớ đến chị Vân Cùng làm quán ba với cô cô định bụng sẽ nhờ chị giúp đỡ mình vi nhấc số lên gọi chị alo vi à alo có phải vi không dạ em đây chị à có chuyện gì với em nói đi chị nghe này em em nhờ chị chút được không ạ à? sau một hồi nói chuyện dưới sự chỉ dẫn của chị vi đã tìm tới được nhà trọ của vân thấy bộ dạng của vi chị vân phần nào hiểu ra mọi chuyện chị mở cửa đón cô vào Em ngồi đi, để chị pha gói mì ăn tạm nhé. Chị ở một mình ạ? À? Không, hai cô bạn cùng phòng với quê rồi em à. Chị Vân bưng ra bát mì tôm cho Vi. Nhìn Vi ăn, chị thở dài hỏi. Xảy ra chuyện rồi chứ gì? Vâng, chị đã bảo là mày nên cẩn thận mà không chịu nghe chị. Tin vào đàn ông ở cái đất này thì chỉ có mà chuốc lấy đau khổ thôi em. Giờ em phải làm sao chị ơi? vi rừng đũa, cô nước mắt ngắn, nước mắt dài, miếng mì trong miệng cũng trở nên đắng chát. Cô nuốt không nổi, chị Vân lặng lẽ nói, bắt đầu lại từ đầu thôi, có gì đâu mà phải hỏi à em, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, em phải có trách nhiệm với mọi quyết định của em thôi. Tạm thời bạn chị về quê ba hôm nữa mới xuống lại, em cứ ở đây tạm rồi tìm chọn sau. Chị, chị vẫn làm ở đó ạ? À? Không, chị chuyển rồi, công nhận làm đó lương thưởng tốt hơn những nơi khác Nhưng ở trong môi trường đó phức tạp Dễ xa ngã lắm Sao nào Đừng nói với chị là em muốn quay lại đó nhé Không Em tìm việc khác chị ạ à? ừ. Nên tránh xa những nơi đó em ạ à. Ngay trong ngày hôm đó Vi gọi điện xin phép nghỉ học Rồi cô bắt đầu đi tìm phòng trọ Tìm mãi mới có căn phòng nhỏ Ở sâu tít trong hẻm Cách trường cô cũng khá xa Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là không có sau hai hôm đi tìm việc làm, Vi đã xin vào phục vụ trong cửa hàng ăn uống. Ở đây, làm theo ca, người ta trả cho cô một tiếng 30.000. Trước mắt với Vi như vậy là tạm ổn. Sắp xếp đồ đạc và căn phòng chật trội, Vi không khỏi nén tiếng thở dài. Lâu ngày, cô quen ở ngôi nhà rộng rãi mát mẻ, giờ chuyển về căn trọ lụp sụp, khiến Vi khá khó chịu. Cộng thêm việc bình bỏ rơi cô mà không nói một lời cũng khiến cho Vi không cam tâm mỗi khi đi đâu làm gì cô cũng để ý xem anh ta có quay lại trốn này không có khi bất chợt cô nhìn thấy một bóng dáng giống bình cô tất tả đuổi theo nhưng người quay lại là một khuôn mặt lạ hoắc vì rối rít vội xin lỗi vì đã nhận nhầm người cô cũng có lại gần công ty bình để dò hỏi nhưng đều nhận được cái nhìn ái ngại lắc đầu đến mức thế này thì cô cũng đành bỏ cuộc anh ta tuyệt tình với cô quá vì bắt đầu dần dần chấp nhận sự thật là anh ta đã đá cô và cô phải quen với cuộc sống hiện tại của mình. Công việc mới của Vi cũng khá vất vả, lương cũng không được bao nhiêu, những lúc ngồi rửa hàng đống bát đĩa khiến Vi muốn quẳng tạp dề mà bỏ về. Một hôm, trong khi Vi đang bưng đổ ăn ra cho khách thì cô cảm nhận có người đang hướng mắt nhìn về phía mình. Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chợt dừng lại như đang nhận ra đối phương. Ồ, em Vi xinh đẹp, chào anh Dũng ạ, à. sao không về làm cùng anh mà lại làm công việc cực nhọc ở đây chứ, hay là về làm cho anh đi, quán đang thiếu nhân viên trầm trọng đấy. Cảm ơn anh ạ, à. nhưng em làm ở đây là được rồi, em cứ suy nghĩ đi, hãy nhớ anh luôn chào đón em. Vi gật đầu chào rồi bước đi, trở lại đó ư, cô không dám bởi cô sợ phải đối diện với những ký ức về Bình, điều đó sẽ khiến trái tim cô dỉ máu nhưng công việc ở đó nhàn mà lương cao còn ở đây thì cô có làm bục mặt cũng chỉ đủ trả tiền trọ trong đổ vi cứ phân vân mãi cuộc sống vất vả này khiến cô nhiều lúc muốn bỏ cuộc trở về nhà với cơ thể mệt mỏi vi cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của em gái bà ngoại ốm đang nằm viện chị ạ à. vì hốt hoảng gọi ngay về nhà Bà cô tuổi già, giờ đau ốm đủ bệnh, mẹ cô thì phải vất vả, vừa đi làm, vừa chăm bà, còn cô em gái đang tuổi ăn đuổi học. Sao tất cả mọi khó khăn lại cùng nhau dồn vào một lúc như thế này chứ? Cô muốn có ít tiền để gửi về cho mẹ, nhưng đến bản thân cô còn lo không nổi, thì nói gì đến chăm lo cho ai nữa? Nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nó không còn thon thả mềm mại như xưa, mà giờ chai sần thô ráp vì cảm thấy buồn tuổi xót xa Nhìn những vị khách ăn mặc đẹp đẽ và nhà hàng cô phục vụ, cô bỗng nhớ đến bản thân mình lúc còn sống sung sướng bên cạnh mình. Từ khi yêu anh, cô đã quen với việc ăn sung mặc sướng, không lo nghĩ tiền bạc. Giờ vất vả thế này, cô không chịu được. Một cảm giác tiếc nuối trỗi dậy trong vi. Cô muốn thoát khỏi những lo toan khổ cực này, cô muốn có được cuộc sống sung sướng như người ta. Không. Cô không muốn lao động chân tay cực nhọc để kiếm từng đồng bạc lẻ nữa vì bắt đầu dao động trước lời mời của anh Dũng quản lý quán bar. Nhưng câu nói của chị Vân lại một lần nữa văng vẳng bên tai cô. Đừng quay lại, nơi đó đầy cám dỗ. Nhưng nếu không làm ở đó thì cô phải ngày ngày bưng bê rửa bát, quét dọn ở cửa hàng ăn uống thế thôi. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, vì quyết định quay lại quán cũ, cô tự nhủ lần này sẽ tỉnh táo hơn, không để bản thân bị tổn thương sau khi đi học về vi đến tìm anh dũng quản lý nhìn thấy vi anh vui mừng chào đón cô chào các em xinh đẹp mấy hôm nay anh đợi em mãi chào anh ạ à, em muốn đến xin đi làm lại ạ à? ok em xinh như thế này mà làm cái công việc mệt nhọc kia thì bỏ phí ra cứ yên tâm mà làm ở đây dạ mà anh anh còn liên lạc với anh bình không ạ à? đại gia bình đó ư không em sao nào anh đã đối xử với em tốt chứ tốt ư ừ. vi cười khẩy anh ta trốn rồi Nếu có gặp anh ta thì phiền anh báo cho em với nhé Yên tâm Mà em nhớ anh ta làm gì nữa cho đau đầu ra Rồi anh sẽ giới thiệu cho em những mối ngon hơn Làm trong giới này Thì em hiểu rồi đó Có đi có lại cả mà Chỉ cần biết chiều lòng họ thì thích gì chả được Vì không nói gì Cô ngầm chấp nhận điều anh ta nói Sau một thời gian quay lại làm việc ở đây Vi lại trắng trẻo, xinh xắn hẳn ra Ai đến quán cũng chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp dáng người cao giáo của Vi Và đặc biệt nhan sắc phơi phới tuổi trẻ đôi mươi Giống như một chất cây nghiện đối với đàn ông Vi nhận ra ngoại hình của cô có lợi thế vô cùng Và cô cũng biết cách để tận dụng nó cứ hễ vì phục vụ bàn nào là những vị khách trong bàn ấy sẵn sàng chi một số tiền lớn để bo cho cô. Mỗi khi nhận được tiền bo của khách, Vi lại nở một nụ cười duyên dáng cùng giọng nói nhỏ nhẹ cảm ơn. Điều đó khiến bao nhiêu kẻ đàn ông bị hớp hồn. Một hôm, anh Dũng gọi Vi ra một góc quán và bảo, mày gặp thời rồi nhá, là sao ạ? Có thấy người đàn ông kia không? Vừa nói, Dũng vừa hướng mắt về dãy bàn đối diện, nơi mà người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang ngồi một mình. Vì nhìn về phía đó, ông già béo béo ấy ạ. À? Đúng rồi, mà mày nói quá lên, chứ có già bao nhiêu đâu. Ông ta thích em đấy, nếu em đồng ý thì anh kết nối cho. Nghĩa là em cặp với ông ta Anh định bỏ em làm gái bao ấy hả? Em nói gì mà nặng nề nghiêm trọng thế? Chỉ là xã giao thôi mà. Không, em không làm đâu. Cứ bình tĩnh. Anh bảo này, Em nghĩ mà xem Có mất mát gì đâu Có phải ai cũng được các đại gia để ý đâu Vì em xinh xắn, hợp gu Nên mới có cơ hội Chứ không thì có nằm mơ nhá Không, em không muốn Nào, thử nghĩ đi Cứ coi như một cuộc giao dịch Mà em cũng cần tiền để lo cho gia đình nữa Anh nói rồi, cơ hội qua đi Không có trở lại đâu Vì mím chặt môi Làm gái báo ơ Cái nghề mà ngày xưa hễ nhắc tới Là cô tỏ ra khinh bỉ Vậy mà bây giờ người ta đang mời chào cô ư bản thân cô rẻ rúng đến vậy sao nhìn vị đại gia giàu có kia trong đầu vi nhớ lại quãng thời gian được sống sung sướng trong nhung lụa thì vi có ý lưỡng lự phân vân đoán được thái độ của vi dũng bồi thêm cứ làm một lần này thôi nếu không thích thì thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ là đi chơi ăn uống với người ta thôi mà họ có tiền họ cần em làm cho họ vui là được vi nắm chặt hai bàn tay Cô hít một hơi thật sâu rồi nói Được, nhưng giá cả thế nào ạ? À? Có thế chứ, anh thích em thông minh thế này Dũng ghé tai vi thì thầm mức giá Đủ để chỉ một mình cô nghe rõ Trong tiếng nhạc sập sình Không biết là bao nhiêu Nhưng lại thấy hai mắt vi long lanh Thế là vì được Dũng sắp xếp cho gặp gỡ Vị đại gia kia tại một nhà hàng sang trọng Đưa vi đến phòng ăn Dũng mở cửa cho cô bước vào Rồi anh quay lưng đi vì đứng trước cửa phòng với tâm trạng đầy lo lắng Người đàn ông đứng dậy dắt tay Vi đến bàn kéo ghế cho cô ngồi Em ngồi đi Vâng ạ em chọn món đi nhé Vi nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cô Ông ta có đôi mắt híp, đầu thì hói, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc hoa dâm được trải chút cẩn thận. Thân hình ông ta béo tròn cùng cái bụng phệ to tướng Nhìn thôi vì đã thấy mất thiện cảm rồi Nhưng những lời hoa mỹ mà Dũng vừa rót vào tai Vi Khiến cô có động lực hơn Ông này là Bảo Giám đốc một công ty bất động sản nổi tiếng Vợ ông ta già rồi Chỉ biết ở nhà nội trợ Con gái lớp 12 Sau có đứa con trai lớp 9 Em cố gắng chiều ông ta đi Mấy ông ta cũng chấp nhận người đàn ông kéo ghế lại ngồi gần sát bên Vi. Bàn tay ông ta đặt lên đùi cô một cách rất tự nhiên, khiến Vi cảm thấy ghê tởm. Nhưng cô không thể từ chối ông ta được, vì cố bày ra biểu cảm thích thú với người đàn ông béo phệ này. Ăn uống xong, ông ta đưa Vi đến khách sạn, đứng trước cửa phòng, một nửa thâm tâm thúc giục cô hãy quay lưng bỏ chạy ngay đi. Một nửa lại cố vút ve xoa dịu cô, hãy bước vào xong việc rồi cầm tiền về là được. Cánh cửa phòng mở ra, vì quyết định bước chân vào, tiền bạc nó có một ma lực hấp dẫn khiến cô không nỡ từ bỏ. Khi bước ra khỏi nhà tắm, cô vội tránh đi ánh mắt thèm thuồng, tục tiễu của ông ta đang dán lên cơ thể cô. Không kiềm lại được, ông ta lao đến, bế bổng cô lên giường, những hành động vô vập như muốn nuốt chửng Lê vi của ông ta khiến cô cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn. Vì nhắm mắt lại, cô để mặc cho ông ta tự do chiếm đoạt lấy cơ thể mình trong đầu cô lại nhớ đến bình nhớ đến những cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng mà anh dành cho cô bất giác nước mắt vi trào ra người đàn ông vội dừng lại ông ta lấy tay lau nước mắt trên má cô hỏi anh làm em đau à không không sao cả anh xin lỗi tại em xinh đẹp quá anh không kiềm chế được bản thân sau khi xong việc ông ta nằm thở dốc quay sang ôm lấy vi hôn lên tóc cô bảo em rất hấp dẫn anh rất thích em đấy em muốn gì anh sẽ chiều em tất thật không ạ à? thật thích gì em cứ nói miễn em ngon ngoãn làm anh vui là được lời của ông ta khiến cho tâm trạng vi hào hứng hơn biết ông ta thích mình vi đòi hỏi ông ta nhiều thứ từ trang sức đến tiền bạc người đàn ông vui vẻ chấp nhận hết khi vi trở về quán bar dũng đòn đả thế nào của em vi không nói gì cô đặt sấp tiền lên bàn Dũng lật lên rồi nói Lần này là của em tất Anh không lấy đâu Nhưng này nếu có lần sau Thì ba bảy nhá Ý anh là Còn cố mà hỏi nữa Thì anh sẽ tìm mối cho em Giá cả thỏa thuận Em 70 anh 30 Nếu em muốn có thêm nhiều Thì tùy vào khả năng của em thôi Cái khoản này là của em Anh không liên quan Thấy ok không Cầm sắp tiền mới cứng trên tay Vi gật đầu đồng ý, vậy là cô đã chính thức bước vào cái nghề mà cả xã hội kinh tởm và lên án. Nghề làm gái bao. Những ngày sau đó, Dũng liên tục sắp xếp cho Vi gặp gỡ những người đàn ông khác. Họ có thể là những người tầm 35 đến 40 tuổi, cũng có thể là những ông già tuổi 50 đến 50 năm. Khi lao vào cuộc ân ái, có người đối xử với cô nhẹ nhàng, nhưng cũng có người sử dụng những hành động mạnh bạo khiến cô vừa đau đớn và hoảng sợ nhưng dù sao đi nữa vì cũng đều chấp nhận phục vụ họ cô thực hiện công việc này một cách chuyên nghiệp hơn dù không muốn dù ghê tởm dù đau đớn nhưng cô vẫn trưng ra dáng vẻ quyến rũ nhất để thỏa mãn dục vọng của các đại gia lắm tiền nhiều của không biết từ bao giờ vì đã học được cách bỏ ngoài tai lời sầm xì bàn tán của tất cả mọi người nhưng những khi một mình đứng đối diện với bản thân trong gương vì lại thất vọng ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở. Cô không còn là cô bé vô tư trong sạch như trước kia được rồi. Cơ thể cô đậm vấy bẩn, cô đâm lao thì phải theo lao thôi. Vi ôm mặt thẫn thờ, đã biết bao lần cô tự nhủ mình phải từ bỏ công việc ghê tởm này. Nhưng nghĩ đến cảnh túng thiếu nghèo khổ, cô không chịu được. Cứ mỗi lần đi khách về, vì lại lao vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen cho nước sối lên cơ thể cô đưa hai tay cào cấu như muốn rửa hết những dơ bẩn của bản thân. Cô đưa hai tay cào cấu như muốn rửa hết những dơ bẩn của bản thân. Khi đã dày vỏ cơ thể đủ mệt, vì bước ra ngoài, mở túi sách, nhìn thấy tập tiền polyspe xanh đầy ma lực. Thì cái cảm giác tội lỗi của cô như được xoa dịu Thay vào đó là cảm giác sung sướng hưởng thụ về vật chất Mà đồng tiền mang lại cho Vi sau lần được Vi phục vụ, ông bảo, giám đốc công ty bất động sản, vị đại gia già 50 tuổi như bị vi hớp hồn, ông ta sẵn sàng chi một số tiền lớn với Dũng để biến Vi thành người phụ nữ của riêng một mình ông. Vì muốn giữ Vi bên cạnh mình, ông bỏ tiền mua một căn nhà và cho cô đứng tên. Điều này khiến Vi vô cùng hạnh phúc, vì biết cách để chiều lòng và làm thỏa mãn ông ta. Mặc dù những khi đi bên cạnh người đàn ông này Vi đều nhận được những ánh mắt xăm soi, rẻ biểu Cũng đúng thôi, ông ta đáng tuổi bố cô Vậy mà hai người lại xưng hô anh anh em em Khiến mọi người chỉ cần nhìn qua là biết mối quan hệ đó là gì Nhưng mà Vi mặc kệ Làm cái nghề bán thân nuôi miệng này thì chấp nhận thôi Cô đâu dám đòi hỏi gì thêm nữa Cứ như thế, Vi đã trở thành người đàn bà trong bóng tối của vị đại gia giả kia nhưng những lúc ở trong thành phố tuyệt nhiên ông ta không xuất hiện cùng vi chỉ khi hai người đi du lịch đến những nơi xa thì mới thoải mái bên cạnh nhau vi hiểu bởi cô cũng nghe danh bà vợ của ông cũng khá hung dữ vi sợ bị đánh ghen như lần trước lắm mà có khi bà này có làm lớn hơn thì cô hết đường sống chính điều này cũng khiến vi phải sống trong thấp thỏm lo sợ cô sợ bị vợ ông ta phát hiện cô cũng sợ bị người thân quen biết đến cái công việc làm gái bao của mình. Đây cũng là lý do giải thích cho việc trong khi bạn bè cô thoải mái tự do đăng status, đăng ảnh các thứ lên trang cá nhân Facebook thì vì hầu như không đăng gì lên mạng xã hội, cô trở nên kín tiếng hơn. Vị đại gia khá hài lòng vì sự biết điều của Vi, vì vậy ông ta quàng quan tâm yêu chiều cô hơn nữa. Chứ các cô bổ trước đây của ông suốt ngày đòi hỏi danh phận khiến ông đau đầu nhức óc cùng quê vi có rất nhiều anh chị và trong nam học tập sinh sống mọi người còn lập cả hội đồng hương ở trong này nữa thời gian đầu mới về sài gòn nhập học vi cũng có tham gia các buổi gặp mặt đồng hương ở đây nhưng từ khi vi làm cái nghề này cô cảm thấy xấu hổ không còn tự tin ngẩng cao đầu như trước thâm tâm cô cũng rất sợ miệng lưỡi xè biểu của người đời vì nếu mỗi khi họp hội đồng hương vi đều lấy lý do cáo bận cô không muốn gặp gỡ ai dù Vi có cẩn thận cỡ nào đi nữa Thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma Trong một lần vị đại gia đưa Vi về Vũng Tàu du lịch Khi cả hai đang âu yếm khoác tay nhau vào khách sạn Một giọng nói cất lên khiến Vi sững sờ Vi ơi có phải là Vi không em Nghe giọng nói quen quen Vi vội giật mình quay lại Vừa quay lại Vi kịp nhận ra là chị Thủy người cùng làng Nhìn thấy chị đang đứng ở quầy lễ tân Vi giật mình hoảng hốt giống như kiểu ăn trộm mà bị người ta bắt quả tang. Sống lưng của Vi ướt sẫm mồ hôi, Vi vờ như không nghe thấy, cô vội kéo người tình đi ra khỏi khách sạn. Dù không nhìn lại phía sau, nhưng Vi có cảm giác ánh mắt chị đang dán chặt lên lưng cô. Một nỗi lo lắng bủa vây lấy Vi, khiến cô bứt rứt không yên. Mẹ Vi, bà Nhung cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó khi số tiền Vi gửi về càng ngày càng nhiều. Hàng xóm cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về Vi giấy kín, không gói được lửa. Việc Vi đi làm ở quán ba rồi cặp kè đại gia cũng đã được đồn về tận làng của cô. Mẹ Vi đi chợ đâu đâu cũng thấy, người ta ném những ánh nhìn khinh bỉ, rồi dâm gian những câu nói mỉa mai. Ôi giời, mẹ nào con nấy thôi, hay ho gì các loại đấy. Mẹ làm đĩ thì con cũng làm đĩ, hay thật đấy. Đấy, cứ để con gái có tí nhan sắc, rồi được đại gia bao nuôi thì tha hồ sung sướng, cần gì học hành cho khổ. Biết người ta cố ý nói cho mình nghe, mẹ Vi tức tối bỏ về nhà, bà cầm điện thoại gọi cho Vi. Khi mẹ mở lời hỏi, Vi đều lấy lý do để lảng tránh. Cô không muốn nói cho mẹ biết, nói gì đây? Nói cô đang được người ta bao nuôi nên mới có tiền, có nhà như bây giờ ư? Có gì hay ho đâu chứ, nhưng mẹ Vi nhất quyết cặn hỏi cho bằng được. Chuyện con với thằng Bình thế nào rồi? Chia tay lâu rồi mà mẹ, mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa. Dạo này con quen với ai không? Con không quen với ai cả mẹ à Vậy thì con nói cho mẹ biết Chuyện con cặp kè đại gia có thật không Ai nói với mẹ Cả làng người ta đồn âm cái kìa Mà tiền đâu con gửi về cho mẹ nhiều thế Con đừng giấu mẹ nữa Nói cho mẹ biết đi con Mẹ nghe gì người ta nói Tiền đó là con đi làm thêm đấy Con ơi Mẹ sai thì mẹ sai rồi Con còn cả tương lai phía trước Sao con dại thế con Mẹ nói nhiều quá Con đã bảo không có Thôi kèm cút máy đây bà nhung nước mắt giàn rụa bà tự trách bản thân mình chính vì bà mà giờ con gái bà cũng đi theo con đường của mẹ năm xưa con bé van xin mẹ đừng đi theo đàn ông thì bà không nghe giờ bà lấy tư cách gì mà giáo dục con chứ ông trời đang trừng phạt bà sao bà quyết định một mình vào sài gòn thăm con gái biết tin mẹ và thăm mình vì vừa mừng vừa lo cô ra bến xe đón mẹ vào nhà Đến nước này thì Vi không giấu được nữa. Hai bàn tay Vi cố bấu chặt vào nhau. Cô Lý nhí nói. Mẹ vào nhà đi. Đây... đây là nhà con thuê hả? Không, là nhà của con mẹ. Nhà của con. Vi không trả lời mẹ. Cô chỉ im lặng rồi đưa mẹ vào nhà. Nhìn khắp căn nhà, mẹ Vi ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Căn nhà to rộng rãi cùng các vật dụng tiện nghi không cần con gái trả lời, bà biết căn nhà này từ đâu mà có. Ngồi xuống ghế, bà nhìn Vi. Con cặp với ai? Một ông già 50 tuổi mẹ ạ. Ông ta có vợ con đàng hoàng, là chủ của một công ty bất động sản giàu có. Còn đây là ngôi nhà ông ta mua cho con. Sao những chuyện thế này? Con lại giấu mẹ với bà chứ? Con sợ, con sợ làm mọi người thất vọng. Trời ơi! Vậy tương lai của con thì làm sao hả Vi? Con còn trẻ, con chấp nhận làm bồ nhí cho ông ta mãi sao hả? À? Không ạ. À, chỉ một thời gian thôi, khi có đủ tất cả rồi, con sẽ không làm cái nghề này nữa. Mẹ yên tâm đi, con biết mình đang làm gì mà. Không dễ như thế đâu con ơi. Cái nghề này nếu đã lún sâu thì khó mà tìm đường quay trở về lắm con. Con ơi, bây giờ chưa muộn, con chấm dứt với ông ta đi con, đừng bao giờ làm cái việc này nữa. Giờ chưa phải là lúc mẹ ơi, mẹ yên tâm con gái mẹ thông minh xinh đẹp thế này mà thà như thế này mà sung sướng chứ con không thể chấp nhận sống cuộc sống vất vả khổ cực như trước đây được nữa con sẽ kiếm tiền gửi về cho mẹ và bà xây nhà rồi lo cho em ăn học đàng hoàng mẹ tin con đi trời ơi mẹ biết làm sao đây vi ơi tại mẹ mà ra cả tại mẹ không tốt mẹ làm hư con rồi con vi ơi không phải đâu mẹ tất cả là do con chọn mẹ đừng như thế nữa vi cố gắng an ủi mẹ nhưng mẹ cô hiểu rõ con gái bà đang đi sai đường nó đang dẫm lên vết xe đổ của bà ngày xưa mẹ vẫn cố gắng khuyên vi nên chia tay ông ta tập trung học hành rồi về quê xin việc bà lo cho vi bởi bà biết làm bồ nhí người ta nếu bị phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào với lại con gái bà xinh xắn thế kia còn cả tương lai trước mắt giờ mà chấp nhận làm bồ của ông già kia thì cuộc đời sau này của vi sẽ thế nào đây mẹ ở lại chơi với vi một tuần rồi về quê còn vi vẫn thế cô không nghe lời mẹ vẫn chấp nhận làm tình nhân của ông già bên cạnh vi một thời gian khá dài thì ông ta đã bắt đầu chán cô bởi ông đã tìm được một cô em trẻ trung mới lạ và đặc biệt hấp dẫn hơn vi khi ông đề nghị chia tay vi đồng ý chấp nhận cô không khóc lóc không níu kéo điều này khiến ông cảm thấy khá áy náy để bù đắp cho vi ngoài căn nhà thì ông còn cho cô thêm một khoản tiền với số tiền dành dụm bấy lâu nay vi gửi về cho mẹ xây lại một căn nhà mới rộng rãi hàng xóm láng giềng vẫn không ngớt những lời bàn tán về vi khi họ nhìn thấy ngôi nhà khang trang đẹp đẽ của mẹ con cô mỗi khi về quê vi chỉ ở trong nhà cô ghét khi phải đi ra ngoài đường và gặp những ánh mắt khinh bỉ lời nói mỉa mai đầy ám chỉ của họ vì nghĩ bụng dù sao thì cô cũng đã lo cho mẹ và bà Có căn nhà vững chãi yên tâm tuổi già Còn cô thì sao cũng được Cô chấp nhận hết Những năm tháng cuối cùng của đại học Vì vẫn chấp nhận đi khách Chỉ có khác một điều Cô không còn được săn đón như lúc đầu nữa Bởi nhan sắc của Vi cũng ngày một hao mòn Ngắm nhìn mình trong gương Cô không tin mình chỉ mới 22 tuổi Mà cứ như 30 Khuôn mặt cô già dặn hơn vì xót xa cho bản thân Cô đã phung phí tuổi xuân của mình quá mức số lượt khách gọi cô cũng vì thế mà thưa dần, thưa dần. Người ta tìm tới các cô em trẻ trung hơn cô. Vì nhích môi cười chua chát, cái gì cũng có hạn sử dụng. Và cô cũng thế ư. Bạn bè hồi cấp 3 của Vi ra trường và đã tìm được công việc ổn định. Chúng nó lần lượt kết hôn rồi sinh con. Cái thu cũng thế, nó và Tuấn quyết định kết hôn sau mấy năm yêu đương tìm hiểu. Ngày thu cưới, vì cáo bận không về dự được, thực ra vi sợ phải đối diện với bạn bè cùng lớp vì sợ người ta nhắc đến vi sợ người ta bàn tán về cái nghề gái bao kinh tởm mà cô đã bước chân vào khi tất cả bạn bè có mặt đông đủ cùng nâng ly để chúc phúc cho thu và tuấn thì vi ở nhà nằm trong chăn theo dõi đám cưới của bạn thân qua mạng xã hội vì thầm mừng cho cô ấy thấy nụ cười hạnh phúc của thu trong chiếc váy cưới tinh khôi khoác tay chú rể trang trọng bước vào hôn trường mà lòng vi chợt xót xa cho mình trong thâm tâm Vi cũng muốn có một người đàn ông của riêng mình cô có thể công khai tình yêu có thể cùng người yêu tự do nắm tay nhau đi ngoài phố chứ không phải lén lút trong bóng tối cô cũng muốn có một đám cưới cô cũng muốn có một gia đình có một người chồng yêu thương có những đứa con kháu khỉnh đáng yêu nhưng ai sẽ dám lấy cô chứ Ai dám lấy một con đĩ với làm vợ chứ Nước mắt Vi lăn dài ướt gối Cô biết kêu ai bây giờ Là do cô chọn Thì cô phải chấp nhận thôi Miên man trong dòng suy nghĩ Vi đứng dựa lưng vào tường Hướng ánh mắt xa xăm Ngắm nhìn ánh đèn lung linh Trên các tòa cao ốc của thành phố Nãy giờ cô mải chìm đắm Trong những dòng ký ức cuộc đời của mình không biết tại sao hôm nay, lòng Vi lại mang nhiều tâm trạng đến như vậy. Từ khi Thành đặt sắp tiền lên bàn rồi bước ra khỏi phòng khách sạn, Vi cũng không buồn lên giường đi ngủ lại. Cô cứ đứng như thế mà không biết thời gian đã chuyển dần về sáng, lại bắt đầu một ngày mới rồi. Còn Vi, đến bao giờ cô mới chấm dứt cái công việc đi khách? Cuộc đời của cô sẽ bắt đầu lại khi nào đây? Cô nhớ đến lời khuyên khẩn khoản của mẹ, cùng những giọt nước mắt đau khổ của bà, mỗi khi nghe người làng bàn tán những lời bẩn thỉu về cháu gái của mình. Bản thân cô cũng muốn được tự do, muốn được giải thoát khỏi vũng lầy dơ bẩn này, vì muốn làm lại cuộc đời, vì muốn có thể tự tin ngẩng cao đầu dù là ở bất kỳ nơi đâu. Cô không muốn sống chui sống lủi trong thấp thỏm lo sợ như thế này nữa. Cho dù phải trả cái giá nào, cô cũng chấp nhận. Vi bước vào nhà tắm, cô thay đồ rồi xuống lễ tân trả phòng, ý nghĩ làm lại cuộc đời như thôi thúc cô. Vì quyết định về gặp Dũng, cô báo với anh ta, từ nay cô sẽ không đi khách nữa. Dũng ban đầu mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ta vội phá lên cười lớn. Em đùa sao? Không làm nữa. Sao vậy? Hôm nay bị khách ức hiếp hả? Không, em không muốn làm cái nghề này nữa. Sao nào? Giờ bắt đầu hối hận hả cô em? Em muốn làm lại cuộc đời anh nói mày nghe nhá Đã lỡ bước vào cái nghề này Thì coi như đã nhúng chàm Không có đường lui đâu cô em ạ à. Giờ không có đại gia bao Thì mày định sống bằng cái gì Tôi Tôi sẽ tự kiếm tiền bằng sức lực của tôi <laughs> Mấy năm qua mày đi khách nhẫn cả mặt Cả cái thành phố này rồi Mày thử xin việc ở đây xem Coi ai dám nhận mày không Tôi không cần biết Tôi báo nghỉ là nghỉ Bao lâu nay Anh kiếm lời từ tôi chưa đủ sao Hả Sao nóng tính thế cô em anh là anh phân tích cho mày rõ thôi Chứ mày cứ thử nghỉ việc một thời gian đi Anh dám chắc mày sẽ quay lại tìm anh thôi mà Ngày Dũng nói giọng khiêu khích như vậy Vì không đứng lại đó đôi co với anh ta lâu nữa Cô quay lưng bỏ đi Vi về nhà thu xếp đồ đạc Căn nhà cũng được cô giao bán Cô muốn chạy trốn khỏi thành phố này Muốn chôn vùi tất cả ký ức mà cô không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa khi tất cả các thứ đã xong xuôi, Vi quyết định về Đà Nẵng làm lại cuộc đời. Biết Vi rời Sài Gòn về Đà Nẵng, bà và mẹ không xấu được niềm vui trong lòng. Mẹ Vi như chút được phần nào, nỗi lo canh cánh trong lòng bà bấy lâu nay. Việc Vi rời Sài Gòn là một quyết định đúng đắn, bởi chỉ có như thế thì con gái bà mới không tiếp tục lún sâu vào vũng bùn kia. Vi mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Bà Nhung liên tục gọi điện động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con gái. Bà ngoại cũng vậy, sau bao lần khóc cạn nước mắt để khuyên nhủ cháu, giờ bà mới có thể an tâm, mới có thể nở nụ cười tươi khi nghĩ tới chặng đường tương lai phía trước của Vi. Bước chân đến Đà Nẵng, Vi mang trong mình nhiều cảm xúc cùng tâm trạng bất an, sợ gặp phải người quen, điều này khiến Vi khá lo lắng bồn chồn cầm tấm bằng cử nhân trên tay vi xin vào làm nhân viên trong một công ty bất động sản ở đây mọi người hoàn toàn xa lạ không một ai biết về vi nhờ vậy cô cảm thấy tự tin hơn vốn dĩ vi là một cô gái thông minh nên những công việc mà công ty giao vi đều hoàn thành khá tốt vi cũng rất biết cư xử nên mọi người đều có thiện cảm với cô sau một thời gian dài làm việc vi nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo trong công ty tất cả mọi thứ đến với Vi đều khá thuận lợi, khiến cô cảm thấy vui mừng. Vi thoải mái hơn, cô cũng bắt đầu hòa nhập với nhịp sống ở đây. Vi chỉ cầu mong cuộc đời cô cứ như thế này là cô mãn nguyện rồi. Lần đầu tiên sau 3 năm buôn ba nơi đất khách, Vi mới cảm nhận được hạnh phúc khi tiêu đồng tiền trong sạch do chính bản thân mình làm ra, nó có ý nghĩa như thế nào mọi người trong công ty thấy vi chưa có người yêu nên ai ai cũng làm mối cho cô nhưng vi chỉ mỉm cười từ chối giới thiệu bao nhiêu là đối tượng khá tốt rồi mà thấy vi cứ trơ ra không có đựng tính gì chị lan phát cáu cái con bé này mày sao thế hả anh chàng kia tốt như vậy mà mày không thích ư họ tốt vậy nên anh cảm thấy mình không phù hợp đâu chị thế mày vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mà nói không hợp là không hợp thế nào hả? em thì có gì tốt đâu chứ hả hay hay mày không thích con trai có lẽ thế chị ạ à? chị lan chố mắt vì câu trả lời của vi còn cô chỉ thở phào khi đã kiếm bừa cái lý do để từ chối những lần mai mối sau này cú sốc về mối tình đầu với bình khiến vi không còn tin vào tình yêu hơn nữa cái quá khứ đầy ám ảnh của vi không cho phép cô có can đảm mở lòng với ai nữa vì tiền chắc nếu người ta mà biết cô từng làm gái bao thì họ sẽ nhanh chóng đá cô không thương tiếc vì hiểu chính bản thân cô còn cảm thấy khinh bỉ huống chi là người khác vì chỉ mong đừng ai biết đến quá khứ của mình là cô đã biết ơn ông trời lắm rồi cô không dám hy vọng về tình yêu hay mơ mộng về một ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa con thơ nữa vì vẫn thế vẫn đi về một mình trong khi các đứa em trong công ty lần lượt gửi thiếp mời cưới nhiều lúc cô cũng khao khát được yêu thương được quan tâm chia sẻ nhìn ai ai cũng có cặp có đôi tay trong tay khi đông qua xuân về khiến cho cô đôi lúc chạnh lòng thế nhưng khi được các chàng trai chủ động tỏ tình thì vi lại hoảng sợ tìm đủ cách để từ chối họ cũng có những anh chàng theo đuổi vi một thời gian khá dài nhưng lại nhận được vẻ mặt lạnh lùng của vi thì họ chấp nhận bỏ cuộc có lẽ Mọi chuyện sẽ an bài như thế. Nếu không có sự xuất hiện của Huy, tổng công ty mở rộng thêm chi nhánh ở miền Trung. Nên đợt này điều động thêm nhiều nhân sự về. Huy chính là trưởng phòng mới, được bổ nhiệm. Năm nay anh 33 tuổi, đang còn độc thân. Huy lúc trước làm Hà Nội. Sau đợt bổ nhiệm này, anh được chuyển vào Đà Nẵng cùng bộ phận với Vi. Ngày Huy về công ty, mọi người ai ai cũng trầm trồ trước ngoại hình cao to, nam tính của anh. Đặc biệt chất giọng miền Bắc rất ấm, rất ngọt Nên khiến các chị em dối tít cả lên Nhưng Vi thì khác Cô không mấy quan tâm đến anh ta Và đặc biệt giọng nói của Huy Làm Vi nhớ đến Bình Khiến cô khá khó chịu Mặc dù cùng chung một bộ phận Nhưng Vi hạn chế tiếp xúc với Huy Chỉ khi nào anh cần trao đổi công việc Thì cô mới cùng anh giao tiếp Thái độ lạnh lùng của Vi dành cho mình đã khiến Huy tò mò với cô hơn. Anh cũng không hiểu đã làm gì đắc tội mà cô khó chịu với anh như vậy. Ngoài công việc ra, còn hệ Huy muốn bắt chuyện thì Vi đều kiếm cớ để tránh anh. Huy không tỏ ra giận mà lại có vẻ thích cô hơn. Ngay buổi đầu gặp mặt Huy đã để ý đến ngoại hình xinh đẹp của Vi Đặc biệt anh thích nghe Vi nói bởi chất giọng miền trung rất dễ thương của cô Trong công việc Huy rất nghiêm túc nhưng sau giờ làm thì anh khá hài hước hội chị em rất thích thú khi nói chuyện với anh mọi người biết anh đang còn độc thân nên cố ý gán ghép với vi cứ hễ hai người có mặt ở đâu là lại bị mọi người trêu chọc vi vẫn giữ thái độ xa cách lạnh lùng còn huy thì anh lại cảm thấy vui anh không giấu được nụ cười trên môi làm việc cùng nhau một thời gian khá lâu thấy vi vẫn giữ thái độ như vậy huy không chịu được khi mọi người đã tan ca về hết Thấy Vi đang chuẩn bị ra về Huy đến đứng chặn trước cửa Khoanh tay nhìn cô Sao em cứ lạnh lùng với anh thế Anh làm gì khiến em phật lòng à Không Vậy thì tại sao Chúng ta chỉ nói chuyện công việc thôi được không Rồi Vậy tôi là sếp của em Tại sao em lại cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng với tôi Điều này khiến tôi khó chịu không tập trung làm việc được Em giải thích đi Vi phỉ cười Trước câu nói lém lỉnh của Huy Còn Huy Lần đầu tiên thấy nụ cười trên môi Vi Anh như đơ ra vài giây Thật sự Vi cười rất xinh Anh như bị cô hớp hồn Vi nhận ra biểu cảm của Huy Cô liền tìm cớ đi trước Huy vội níu lấy cánh tay của Vi Khoan đi ăn tối cùng nhau đi Xin lỗi hôm nay tôi có việc Vi không dám nhìn vào mắt Huy Vừa dứt lời cô vội bỏ đi trước Thực ra Vi cũng đã nhận ra Huy có tình cảm với cô Nhưng Huy quá hoàn hảo như vậy Cô đâu có xứng đáng với anh vì vậy vi lạnh lùng với huy là để tránh cho trái tim của cô thêm rung động một lần nào nữa nỗi ám ảnh về quá khứ luôn là hòn đá đè nặng trong lòng vi cô hối hận giá như ngày đó cô không bị đồng tiền mê hoặc làm cho mở mắt không vì tham vọng vật chất giàu sang thì có lẽ cuộc sống của cô giờ đã khác giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng vi lại một mình cô đơn lang thang trên các con phố khi đi qua các con đường vắng, thấy những cô gái làng chơi trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, đang đứng một mình ướn ẹo đợi khách. Vi chợt trột giả, cảm giác như thấy lại quá khứ của chính mình, khiến Vi bất xác, ngoái nhìn xung quanh. Cô sợ sẽ có ai nhìn thấy. Vi hoảng hốt, cô dạo bước nhanh trở về nhà của mình. Tình cảm của Huy dành cho Vi ngày một lớn hơn, nhiều lúc bị Vi từ chối một cách tuyệt tình, càng khiến anh buồn bã. Nhưng Huy vẫn thế, anh vẫn quan tâm Vi, mặc kệ cô có lạnh lùng với anh cỡ nào. Vi cũng đã siêu lòng trước tình cảm chân thành của Huy. Trong một lần đi gặp gỡ đối tác trở về, sẵn có men rượu trong người, Huy mạnh dạn tỏ tình với Vi. Khi thấy cô chuẩn bị từ chối mình, anh không kiềm chế được mà ôm chặt cô vào lòng, vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Vì cố đẩy anh ra nhưng lại bị Huy giữ chặt hơn, cuối cùng lý trí không thắng nổi con tim, vì không chống cự anh nữa, cô vòng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy. Cứ như vậy, hai người trở thành một đôi, cả công ty ai cũng vui mừng chúc phúc cho họ. Những ngày tháng bên nhau của Vi và Huy ngập tràn trong hạnh phúc, anh hết lòng yêu thương chiều chuộng cô. Vi thầm cảm ơn ông trời đã rộng lượng với cô như vậy nhưng chuyện tốt chẳng được bao lâu. Bí mật mà Vi vẫn cố gắng chôn giấu bấy lâu ngay, cũng đến ngày bị hé lộ. Chỉ có điều nó đến trong một tình huống khiến Vi không ngờ tới nhất. Trái đất thật tròn. Ông trời khéo chiêu ngươi Vi khi sắp xếp cho cô gặp gỡ mối tình đầu là Bình. Nay lại trao cho cô tình yêu với Huy mà cô đâu ngờ rằng Bình chính là anh rể của Huy. Đó là một ngày cuối tuần, chị gái Huy từ Hà Nội và Đà Nẵng du lịch rồi tranh thủ nghe thăm em trai. Huy hào hứng dẫn Vi ra mắt chị gái. Vi như chết lặng khi cô đối diện với Hà, chị gái của Huy, người phụ nữ đã từng đến cảnh cáo cô tránh xa chồng cô ta ra. Đầu óc Vi choáng váng, mặt Vi biến sắc, hai chân cô bùn rùn đứng không vững, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái của anh. Vi vội kiếm cớ có việc gấp rồi đi về trước. Huy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng chị gái của anh thì quá rõ Vừa gặp Vi Nụ cười trên môi cô chợt tắt Mắt thả ánh lên vẻ giận dữ Môi cô run run gọi tên Vi Cô định nói thêm vài câu với Vi Thì cô ta đã tìm cách bỏ về trước Cô cầm giận Vi Sao ả ta cứ đeo bám gia đình cô mãi thế Năm xưa là chồng cô Giờ là em trai của cô sao Không thể chấp nhận được điều này Chị gái Huy đã nói hết mọi chuyện cho Huy nghe huy sốc anh không tin còn lớn tiếng với chị mình nhưng chị anh lại gào lên em không tin ư vậy em đi hỏi cô ta đi chính cô ta năm xưa được anh rể em bao nuôi đấy không chị đừng nói nữa em tỉnh táo lại đi đừng có để cô ta lừa cái thể loại con gái chấp nhận làm gái bao thì không có cửa bước vào nhà mình em nhớ chưa chính nó đã từng phá hoại hạnh phúc của chị gái em đấy chị thôi đi chị đừng nói nữa mà nó không chỉ có được anh rể em bao nuôi đâu, sau này có thêm vài ông nữa đấy, mày liệu mà tỉnh táo lại đi. Chị có im đi không hả? Huy vừa nói vừa lém đồ đạc khắp nơi, khiến cho chị anh cũng có phần hoảng hốt. Huy không chấp nhận được sự thật này, anh bỏ chạy đi tìm Vi đến nhà cô, nhưng đèn tắt, cửa thì khóa. Huy cố gọi cho Vi, nhưng cô không chịu bắt máy. Huy muốn trực tiếp hỏi Vi, muốn nghe từ cô câu trả lời anh muốn cô nói cho anh biết là chị gái anh nhận nhầm người năm xưa người đàn bà ở cùng anh rể không phải là cô nhưng dù có tìm đủ mọi cách vi vẫn không chịu gặp mặt huy anh đau đớn đứng dựa lưng vào cửa bật khóc câu nói của chị cứ văng vẳng bên tai anh nó là gái bao đấy mà hiểu không hả huy cố nhắn tin cho vi nếu em không chịu gặp anh thì em không biết anh sẽ làm ra việc gì đâu chờ mãi cuối cùng cửa cũng mở vi cúi mặt im lặng khuôn mặt cô sưng lên vì khóc trước mặt huy vì không biết phải làm gì cô như kẻ có tội còn huy anh nhìn chăm chăm vào mặt cô rồi vội vàng chụp lấy hai cánh tay cô mà hỏi dồn dập trước đây em quen em không quen anh chị anh có đúng không trả lời anh ngay đi có phải chị anh nhận nhầm người đúng không em em xin lỗi em nói đi xin lỗi để làm gì chứ những điều chị anh nói là sai sự thật đúng không đừng đừng hỏi em nữa đừng bắt em trả lời nữa em em xin lỗi đáng lẽ em không nên chấp nhận lời yêu anh trời ơi sao lại thế này chứ vì em nói đi sao lại thế này chứ em xin lỗi nhưng tất cả lời chị anh nói là sự thật đấy anh đừng hỏi em nữa em xin lỗi anh mà huy ơi huy bất lực anh nắm lấy hai vai vi lắc mạnh câu trả lời của vi khiến anh như rơi xuống vực thẳm bàn tay anh bóp chặt bờ vai mỏng manh của cô khiến cho cô nhăn mặt vì đau đớn nhưng vi cắn răng mặc kệ cho huy chút mọi bực tức cô có tư cách gì mà biện minh đây khi cơn giận dữ đi qua huy như người mất hồn anh nhìn vi buồn bã tại sao tại sao ngay từ đầu em không nói gì với anh chứ em làm sao em nói được đây em sợ quá khứ của em sẽ làm anh tổn thương nên em sẽ cố gắng tránh anh đã cố gắng để không rung động trước anh nhưng trái tim tham lam của em đã yêu anh mất rồi em xin lỗi xin lỗi em vào nhà đi anh về đây khi khác mình nói chuyện huy thẫn thờ quay lưng đi nhìn dáng vẻ mệt mỏi đau đớn của huy cô cảm thấy tim mình như bị giao cứa tại vì cô tại vì quá khứ dơ bẩn của cô mà giờ lại khiến cho một người hết lòng yêu thương cô bị tổn thương cô thương huy, cô giận bản thân mình, trái tim vi vỡ vụn trong đau đớn, cô quỳ sụp xuống bậc thêm nhà, khóc nức lên. hôm sau, chị gái huy liền tìm cách để liên lạc với vi, cô ta hẹn vi ra gặp mặt tại một nơi khá vắng vẻ. khi vi vừa xuất hiện, chị gái huy vội lao tới túm tóc vi, giật ngược ra sau mà giày vò, rồi liên tục chửi rủa vi. vi không hề phản kháng, cô chấp nhận cho người ta chút giận lên bản thân mình, cô cảm thấy cô xứng đáng bị như vậy. Sau một hồi, chút ra hết mọi bực tức, nhìn đầu tóc rũ rượi của Vi, cô ta chỉ tay thẳng vào mặt cô mà đay nghiến. Mày nói đi, tại sao mày cứ đeo bám gia đình tao mãi thế hả? Mày cố ý tiếp cận Huy đúng không? Không, tôi không hề cố ý. Nếu tôi mà biết mối quan hệ giữa hai người thì tôi sẽ không chấp nhận yêu anh ấy đâu. Giờ mày có muốn sống yên ổn thành phố này, muốn tao không phanh vui cái quá khứ đê tiện dơ bẩn của mày thì đừng có lại gần em trai tao nữa. Khôn hồn thì chấm dứt với nó ngay đi. Tôi, tôi xin lỗi tôi đã khiến mọi người bị tổn thương rồi là lỗi tại tôi cả giờ mày nói xin lỗi để làm gì đừng có nói với tao là mày vẫn đeo bám thằng huy nữa nhá chị yên tâm tôi sẽ chia tay anh ấy tôi cũng không còn tư cách nào để gặp anh ấy nữa liệu mà biết cách cư xử đừng để cho tao phải ra tay đấy nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi vì đau đớn tủi nhục cô cứ nghĩ ông trời cho cô gặp huy là muốn trao cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời nhưng không cô vẫn phải trả giá cho những sai lầm của cô trước đây vì lê những bước chân nặng nhọc trở về nhà. Huy mấy hôm nay xin phép công ty nghỉ ốm, anh cũng không hề liên lạc với cô vì lo lắng cho anh, nhưng cô không dám gọi điện hỏi han. Vì nộp đơn xin nghỉ việc lên ban lãnh đạo công ty Trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người Cô lấy lý do gia đình cô có việc riêng Nên cô phải trở về quê vi cứ thế rời đà nẵng mà không một lời chào tạm biệt với huy sau một tuần trốn trong nhà đau khổ chìm đắm trong men rượu huy cũng chịu lên công ty nhận được tin vi đã bỏ việc về quê anh như phát điên tại sao vì bỏ đi mà không nói gì với anh chứ huy bắt đầu thấy ân hận anh tự trách mình một tuần qua đã bỏ rơi cô thú thực trong thâm tâm anh khó có thể chấp nhận được bạn gái có quá khứ như vậy nhưng chính vì quá yêu Vi Nên anh vô cùng đau khổ Anh không muốn chia tay Vi Anh muốn được tiếp tục sống bên cạnh cô Mặc kệ miệng lưỡi người đời Chỉ là anh cần có thời gian để có thể chấp nhận được mọi thứ Nhưng giờ Thì Vi đã bỏ anh mà đi thật rồi Huy cuống cuồng tìm cách liên lạc với Vi Alo Sẽ em nghỉ việc về quê mà không nói với anh Mình chia tay đi Đừng thế mà Mình làm lại từ đầu được không em Không Mình không thể tiếp tục được đâu anh Em xin lỗi mình chia tay đi. Không đợi Chu Huy nói gì thêm, Vi vội vàng tắt máy. Cô sợ nếu cô không dứt khoát ngay, thì có thể cô sẽ siêu lòng trước tình cảm của anh. Những ngày qua, cô nhớ anh xa xít. Cô muốn được nằm gọn trong vòng tay của anh, muốn được nghe những lời yêu thương ấm áp từ người đàn ông tốt bụng này. Nhưng ý nghĩ đó bỗng chốc tan biến khi cô nhớ đến quá khứ dơ bẩn của mình. Cuộc đời cô sẽ mãi mãi không thể có được tình yêu thương chân thành từ một người đàn ông nào nữa, bởi vì năm xưa, cô đã chấp nhận bán thân để đổi lấy tham vọng và tiền bạc vật chất. Cái tội lỗi ấy như một bóng đen bao trùm lấy cuộc đời cô, mãi mãi cô sẽ không bao giờ tẩy trắng nó được. Những ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu vi, khiến cho cô cảm thấy kiệt sức. Vi như người bị mất phương hướng, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết phải đi đâu, làm gì ngay lúc này. Chính vì lúc bế tắc nhất, trái tim yếu đuối của Vi thôi thúc cô trở về bên cạnh bà và mẹ. Dù bao lâu nay cô có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì lúc này cô chỉ muốn bỏ tất cả, chạy ngay về nhà, xa vào lòng bà, được ôm lấy mẹ để mà khóc cho vơi lỗi lòng. Vi bấm số gọi mẹ, giọng nghẹn ngào mẹ ơi mẹ ơi mẹ đây có việc gì thế con 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 mệt quá mẹ ơi giờ con phải làm sao đây hả mẹ chuyện gì thế con ơi bình tĩnh đi con nếu mệt mỏi quá thì về nhà với mẹ về nhà đi con con muốn về nhà lắm mẹ ơi nhưng con sợ con sợ người làng nhìn thấy con lại dị nghị gia đình mình không phải sợ gì cả có mẹ có bà đây rồi về ngay đi con Lời nói của mẹ như tiếp thêm sức mạnh và động lực cho Vi. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Vi nhanh chóng thu dọn đồ, cô ra bến xe, bắt chuyến xe cuối cùng để kịp trở về nhà. Đón Vi ở cổng, mẹ và bà không kìm được nước mắt mà chạy lại ôm lấy cô. Vừa thấy bà và mẹ, Vi òa lên khóc. Bao nhiêu buồn tủi cay đắng mà cô phải cất giấu bấy lâu nay cứ thế mà tuôn trào. Trở về nhà, nằm gọn trong lòng bà, được bàn tay của mẹ dịu dàng vuốt ve, vì cảm thấy trái tim mình được vỗ về, ôm ấp. Những tổn thương mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng như được băng bó lại, một cảm giác dễ chịu lan tỏa tâm hồn cô. Vì cảm thấy may mắn, vì sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô vẫn có nơi để trở về, cô cảm thấy vô cùng biết ơn, bởi vì dù bản thân có xấu xa bẩn thỉu thế nào thì đối với bà và mẹ cô vẫn là cô bé con đáng yêu, vẫn nhận được sự nâng niu, cưng chiều như thủa bé. Sau khi trở về nhà một thời gian, Vi quyết định sẽ sang Hàn Quốc theo diện du học. Cô biết chỉ có đi xa như thế này thì cô mới đủ tự tin để bắt đầu cuộc sống mới. Trái tim và tâm hồn cô cần có thời gian để cân bằng trở lại Vi cũng thầm cầu xin ông trời hãy cho cô thêm một cơ hội nữa để cô bắt đầu lại cuộc đời. Bản thân cô tự hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ đối diện với quá khứ, cũng như chào đón tương lai một cách tự tin và bản lĩnh nhất. Quý vị và các bạn thân mến, cái giá mà Vi phải trả cho những sai lầm của chính mình thật sự quá đắt. Khi mà còn lại cho cô chỉ là thân xác ê chề Tâm hồn rượu dã và tình yêu chân thành cũng đã đánh mất Tự trượt dài trong hố sâu tội lỗi thì quá dễ Mà quay trở lại để làm lại từ đầu thật khó làm sao Tiếc thay, chuyện như vậy chúng ta vẫn hàng ngày bắt gặp trong cuộc sống Quý vị và các bạn có đồng ý với Minh Ngọc như vậy không? Hãy thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận các bạn nhé và cũng đừng quên ủng hộ kênh truyện bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào hình chuông thông báo. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.